Ok, anh em ơi, xin lỗi anh em, mình đã quay trở lại các bạn rồi. Vâng, anh em chú ý vào ngày 30 tháng 8 thì game thủ chim giải nắng sẽ tiếp tục có một buổi livestream bán hàng nữa với rất nhiều những cái deal hời để phục vụ anh em luôn. Từ ngày 30 tháng 8 vào ngày 30 tháng 8 sẽ có những cái deal hời dành cho anh em với rất nhiều sản phẩm hấp dẫn như là các sản phẩm đến từ nhà tài trợ Richman này, rồi các sản phẩm chuột bàn phím hay là quần áo gì đó sẽ rất là tuyệt vời cho anh em. Hôm trước thì mình và Sẻ cũng đã tham gia một buổi Mega Live để có thể bán hàng vào ngày 8 tháng 8 rồi. Và sắp tới thì sẽ có thêm một buổi Mega Live vào ngày 30 tháng 8 nữa để phục vụ anh em nhá. Rồi, cùng quay trở lại với trận đấu đầu tiên ở trong kèo 22 cung đường ACDN. Chúng ta đang có bàn máy của game thủ chim sẻ với một bài đấu mà đang khá là xấu về mặt đồ ăn, khi mà mới chỉ có một bầy hươu đầu đưa về nhà chính này mình thôi. Rừng cũng đang ở hơi xa trận đấu này và có thêm cả những cái rừng dừa, những cái rừng già, rừng thông đấy hết rồi. Có điều là đang không có đồ anh em ạ. Để giành chiến thắng ở trong kèo đấu này chúng ta cần đồ ăn, nhưng mà chưa có đồ. Điện thoại á, điện thoại đấy em cũng biết là có bán hay không, và hãy cùng chờ xem là sắp tới sẽ có những cái gì. Mình nghĩ là sẽ có cả thêm đồng hồ thông minh cái kiểu nữa anh em ạ. Đấy, kiểu vậy. Rồi, thêm vòng nữa đi dò thế bài đấu này thôi. Bài này thì xấu này khả năng phải có những tình huống đi dâng Nga đến từ cái thủ chim sẻ nắng hay không đây. Thì đây sẽ là bài đấu mà mình nghĩ là khó để chim sẻ nắng lên sớm. Ít nhất thì đã có thêm một đôi voi nữa rồi. Cố gắng khắc phục bài này, thêm một chiếc nhà BE nữa. Bây giờ thấy một quả thì có đánh ok này. Còn dân đi dò mặt giữa bản đồ kia không biết sẽ thấy quả phụ hay không anh em ạ. Hello hello anh em nhá, hello mọi người. Đang tách thêm dân đi dò đi chim sẻ và gặp con sư tử rồi. Một pha câu hai voi ở mặt giữa hai nhà tới từ game thủ chim sẻ nắng với bài AC này, nhưng mà voi lại còn quay đầu luôn. Trận đầu tiên tôi đã cảm thấy rất là khó khăn rồi. Chuyên bệnh thì đang có một bầy hiếu nữa để có thể cơ cấu chiếc nhà bét nhân đôi cũng ở mặt giữa hai nhà, và nhìn qua cái bài đấu này thì tôi đang thấy mệnh cũng dò khá là rộng rồi. Bài hai bầy hiếu map xấu thế nhở, xấu hai nhà. Ê, ngay trận đấu đầu tiên thì đã gặp cái map nó rất là xấu dành cho một đôi chim sẻ nắng và chuyên bệnh. Đấy, cùng xem một đôi chúng ta sẽ phải làm cách nào để có thể khắc chế cái bài đấu này, và sẽ phải đóng một chiếc BS2 để nhân đôi ăn cả voi và cả gỗ tại cánh rừng dừa của mình và phải đi đập lô rồi. Và đến với trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bạn về nhà tài trợ Deliver, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Nhà tài trợ Deliver chúng tôi là một đơn vị đã mang đến cho anh em rất nhiều những sản phẩm như cái TVC trước khi trận đấu diễn ra mình đã phát với anh em rồi đấy. Khi mà trực tiếp chim sẻ nắng là người sử dụng các sản phẩm đến từ nhà tài trợ Deliver. Và ngày hôm nay là sản phẩm nước tẩy trắng với công nghệ điện phân mới, giải pháp cho tín đồ thích màu trắng, đánh bay ô mốc, thâm kim lâu ngày, vệt cà phê, vệt máu, an toàn, hiệu quả, không hại da tay, khử mùi hôi, khử trùng và diệt khuẩn. Đặc biệt thì sản phẩm nước tẩy trắng của nhà tài trợ Deliver, bình thường anh em dùng những cái nước tẩy khác thì hay có mùi da ven, nhưng mà nước tẩy trắng của Deliver không có mùi da ven luôn anh em ạ, không hắc tí nào luôn, và đặc biệt không hại da tay anh em nhé. Và giá lại cực kỳ phải chăng, chỉ 59k, chỉ 59k cho một chai nước tẩy trắng này thôi. Thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để sở hữu các sản phẩm đến từ nhà tài trợ Deliver. Chào anh Phạm Trường nhá, hello anh em, cảm ơn anh Đoàn Văn với 42k đã donate thủ chim sẻ vừa rồi, thì có anh nào vừa donate sẻ 5.000 đồng nữa, cảm ơn anh em rất nhiều. Em hãy cùng chờ đợi chim sẻ nắng cơ cấu trận đấu này, và đó là một bài đấu đi dâng Nga dành cho thủ chim sẻ rồi. Bài lên muộn và quyết định dâng Nga nha anh em nhá. Tránh Nguyễn Đình Tú nha, tránh anh em. Cảm ơn anh Tại Hiển với 10 sao gửi tặng thủ chim sẻ ạ. Tránh Hưng Nhôm Kính, bên kia thì thông tin báo về là màu 8, Sơ Luyến là người đi dâng Nga. Còn đây là máy thủ chim bệnh cũng đang cơ cấu ra ruộng và kích đời rất là muộn, 11:04 này. Bài lên khá muộn anh em ạ. Đang cơ cấu ra ruộng dành cho bài đấu này của thủ chim bệnh, bệnh sẽ là bài đánh chắc nhà thôi. Có sẻ cũng là bài đấu không được sớm cho lắm. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Tùng nha, thank you anh. Sorry anh, chắc là em vừa không để ý tình huống donate của anh. Hello hello mọi người, hello anh em. Và như vậy là thông tin như các bạn nhìn thấy trên bản đồ con màu 8, Sơ Luyến là người cùng cánh với game thủ chim sẻ nắng anh em ơi. Kèo chạm 4 nha anh Hồng Sơn ơi. Kèo chạm 4. Đang bo bế nhà cửa mình tới thủ chim sẻ kiểu bo gạt mặt ở mặt này và đi ăn hoang thêm một bầy hiêu nữa ở khu vực góc 6 giờ. BA thứ tư thiết kế đây rồi. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo này? Xin link mua nước tẩy trắng. Link mua nước tẩy trắng ở đường link mình đã ghi phần bình luận anh em nhá. 10.000 đồng đến từ anh Nguyễn Văn Nghĩa. Cảm ơn anh rất nhiều đã donate cho thủ chim sẻ nắng ạ. Thank you anh. Đang cơ cấu thêm một bầy hiêu nữa dành cho game thủ chim sẻ đây rồi. Ở ngoài Facebook ra thì bọn em còn đang livestream trực tiếp cho anh em ở trên các kênh sóng, đó chính là kênh YouTube chim sẻ nắng AOE, trên kênh đó chính là
trên kênh YouTube Chim Trẻ Nắng hay trên kênh TikTok Chim Trẻ Nắng nữa, để anh em có thể theo dõi trên các nền tảng của Chim Trẻ Nắng Studio trong buổi tối ngày hôm nay. Phần ghi bình luận em có ghi lên anh Tuấn ơi. Và đang di chuyển nông dân về tận nhà màu 4. Lôi lão hổ à? Lôi lão hổ Dương Hà. Vâng đây. Có bầy hiểu giữa bản đồ đấy, anh Lôi lão hổ đang bú thùng thụp này. Vào nick luôn. Hiện tại đang thi đấu tại Sparkus Gaming. Sparkus Chim Trẻ Nắng Cyber Game có địa chỉ ở số 18 ngõ 201 đường Nguyễn Tuân nha anh em ơi. Thêm bầy hiểu nữa đây, cái thủ chim sẻ bài dâng 4A bắt đầu chuẩn bị có những cuộc giao tranh đây rồi. Và bắt đầu đi quân tới từ game thủ chim sẻ và sẽ vào bắn thẳng nhà của game thủ Lôi lão hổ luôn nha anh em ơi. Đây rồi nhà của cầm bầu 4 bên phía đối bạn. Chưa thấy ai bắn chim sẻ nắng luôn. Tránh quang anh nhá, tránh anh em. 4A bắt đều dành cho bài đấu này. Và đây rồi. Ơ, như vậy là màu 4 đánh nhà gì đây? Vâng, BBBM đóng giữa bản đồ xong lại giật A lại ở nhà anh em ạ. Và Lôi lão hổ cũng không phải là bài đấu đi dâng A. Trong khi đó đi sâu lên có mặt ở bên phía nhà Lôi lão hổ luôn. Và có một tên đi quản chim sẻ rồi. Rất ảo mà dành cho bộ đồ này, em tránh đong một tuần nhá. 8-0 khoai anh ơi, kèo 22 AC, kèo 33 xiang nữa, căng phết anh em ạ. Và mỏ gỗ lại bị công vào rồi, nữ game thủ chim sẻ một tên đi quản tới từ sơ luyến đây rồi. Và đây là cung gờ của người cầm bầu 4, đó chính là game thủ Lôi lão hổ anh em ơi. Bắn thôi. Tham lai là 32 dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Đang cố gắng để có thể đỡ lại những tình huống công phá của đội bạn. Đây hôm nay có thủ truy bệnh, đấy cùng xem truy bệnh đang có vài đấu như thế nào. Bệnh đang đấu quân với người cầu 4. Đội bạn đang có một tình huống kết hợp quân ở khu vực giữa bản đồ trên một con đồi rất là cao. Tránh huấn đông nhá, tránh anh em. Và truy bệnh cũng đang bị móc ở nhà nữa anh em ạ. Càng đấy. Ngay trận đấu đầu tiên thì đây là map đấu đang khá là xấu dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và game thủ viên minh truy bệnh. Nhưng các game thủ nào đang rất cố gắng để có thể đỡ lại ở trong bài đấu này, khi mà bây giờ thế trận là đang nhỉnh hơn dành cho đối phương. Màu 4 cũng là vài đấu đi ăn hoang thôi, nhưng mà sẻ cần phải quản rát hơn nữa. Và quan trọng là nhà màu 8 cũng đang khá là rộng đây, sẻ hoàn toàn có thể móc máy được ở trong tình huống này. Và điều quan trọng hơn nữa là game thủ truy mệnh có chống cự được với những tình huống ốp nhà của đối phương hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Tham lai của sẻ đang ở số là 40 và đang bị game thủ sơ luyến có tình huống đứng quân để bắt đường đi quân của game thủ chim sẻ nắng và bắt quân. Tham lai là 40 dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Vẫn đang giữ được những nông dân ở khu giữa bản đồ và mặt 6 giờ của mình để có thể cơ cấu những cuộc ăn hoa. Sau đó chủ lực trung mệnh tham lại đang ở số là 64. Dân ở BA sẽ đứng chơi rồi, tránh Hoa Nữ Hải nhá, tránh anh em. Anh em cho xin like, nút chia sẻ video livestream này anh em ơi, các cụ ơi. Đây rồi, đây là cung đường người cầm 4 và đã có chiếc nhà BA thứ 6 tới từ truy mệnh. 6A rồi đúng không nhỉ? 6A rồi. Đây đi bắn đội bạn đi rồi. Vâng, sẽ đang tự tin báo truy mệnh đi quân thoải mái trong trận đấu này. Đây là máy của anh thủ chim sẻ sẽ đang bóc được nhà ở sơ luyến đúng không? Sẻ bên này tham lai là 35 và đang bóc máy ở trong ruộng chính của sơ luyến. Một map đấu mà nhà sơ luyến rất là rộng thôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là ghế đang sắp dần cực kỳ đẫy rồi. Mấy nông dân đứng chơi hết nhà chính như này. Và một bốn đang ốp BA đi dâng của game thủ chim sẻ. Một bài đấu mà một bốn tôi cứ nghĩ rằng đó là một bài đấu đi dâng A nhưng không. Anh ấy lại đóng A thụt các bạn ạ. Rất là dị luôn. Bài đóng A thụt đến từ game thủ sơ luyến, à đến từ game thủ Lôi lão hổ. Bên này thì mệnh đang cố gắng cứu BA đi dâng của game thủ chim sẻ nắng khi mà đang bị hồ 4-0 vào. Sẻ thì đang cố gắng móc máy miệt mài với những tiếng móc máy vào nhà của game thủ sơ luyến. Tránh lo thanh tuyền nha, tránh anh em. Thêm bảy hiệu nữa dành cho bài đấu này rồi. Truy mệnh bên này đang có tham lai là 80/88. Và 87/92 đó tham lại tại trên bài đấu này. Mệnh đang bò bế nhà cửa mình chắc chắn hơn và có tình huống giải quân ở đây rồi. Hai lớp rồi. Tầm này thì gỗ hai hết rồi anh em ơi. Câu chuyện chúng ta cần đó là đào vàng lên bản đồ nữa. Và tham lên 90 dành cho game thủ truy mệnh ở trận đấu này rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Tiếp tục móc máy nhà sơ luyến quá xấu và rộng ở trong trận đấu này anh em ơi. Đây là một điểm yếu rất lớn dành cho sơ luyến. Cái điều quan trọng là bây giờ tôi nghĩ rằng đội bạn với một thế bài xấu như này khả năng cao sẽ ốp nhà của game thủ Vi Minh Chim Bệnh. Nhưng đây là một tên mà quân của sẻ đang là đông hơn và đang bắn thẳng vào ruộng chính của người cầm 18 game thủ sơ luyến. Pha vẩy E không thành công, hơi đáng tiếc, hơi đáng tiếc anh em ạ. 37 đến game thủ chim sẻ, nhưng mà luyến cũng đang mất tay và không chạy dần rồi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ sẻ chỉ còn có một nhà BA thôi.
Timeline là 36/52 dành cho bài đấu này. Điều đi, bắn đi. Và bay hết ruộng của Sơn Luyến rồi đấy. Mệnh thủ được nhà hay không? Và thông tin báo về từ Truy Mệnh đó là Mệnh có thể thủ được ở trong tình huống này. Với một pha đang công nhà của bộ đôi Sơn Luyến và Lôi Lão Hổ. Nếu như Mệnh thủ được nhà thì lợi thế sẽ xoay chuyển một cách hoàn toàn dành cho bộ đôi đến từ Việt Nam của chúng ta ở ngay trận đấu đầu tiên này. Mặc dù đây là map đấu rất sâu, nhưng các bạn có thể thấy là nhà Sơn Luyến lại đang có một thế bài quá rộng và sẻ đang bóc máy tốt với một bài đấu đi dâng A của mình. Truy Mệnh đã có chiếc nhà BA thứ 7 ở đây rồi và đang cố gắng lùi quân về phía sau để có thể giảm áp lực đối bạn khi mà game thủ Sơn Luyến sẽ không có những đơn vị quân tiếp viện nữa. Chỉ là đơn vị quân đi công của anh ấy mà thôi. Góc này thì thủ được và góc trên này cũng thủ được rồi. Đang thủ được cả hai mặt dành cho game thủ Truy Mệnh với một bài đánh chắc nhà của mình. Đây là máy của game thủ Chim Sẻ. Sẻ đang có tham lai 36 và cần phải có những huống hồi lại cũng như là tăng lại những chiếc móng nhà BA để có thể xóc quân ra và tiếp tục hoạt động. Ví dụ như thế này, những tình huống bọc máy cực kỳ khó chịu đến từ Chim Sẻ, tận dụng với những tình huống vẩy e nữa để có thể ăn dần của Sơ Luyến. Và lại là một pha vẩy e tốt tới từ game thủ Chim Sẻ. Rồi bạn đưa quân về thì chúng ta có thể đen e để chạy đi. Đó, chạy thôi, chạy thôi. Đừng vẩy ơi, rồi vẫn giữ được hai bé á. Vẫn giữ được. Vâng, tí vào, ôi, ở đây bị nick turn rồi. Còn 4 cúp lờ trong nhà đội bạn cơ anh em ơi. Tham Lai ở số là 29/64 dành cho bài đấu này. Thêm vài chiếc ruộng nữa dành cho game thủ Chim Sẻ. Và sau khi móc xong màu 8 thì sẽ lại quay trở lại để móc nhà của người cầm màu 4. Khó chịu, chím khọ luôn anh em. Móc cả hai nhà luôn. Vâng, tham của Truy Mệnh đang to nhất bản đồ trận đấu này rồi. Và tôi nghĩ rằng bây giờ Tham Lai chúng ta đã đè. Trong khi đó thì Truy Mệnh Tham Lai là 86 và đội bạn lại phải tiếp tục đi ốp nhà Truy Mệnh. Khi màu 8 nhà quá xấu và bị Sẻ móc liên tục. Và mình nghĩ rằng với bây giờ quân thì Truy Mệnh thủ thoải mái. Có quá nhiều BA tới từ game thủ thì mình Truy Mệnh rồi, gần 10 nhà BA sóc đều rồi. Chẳng có lý do gì mà không đỡ được nhà ở trong tình huống này cả. Tham Lai là 80, dành cho Truy Mệnh vẩy e bắt hết mấy con cung này thôi. Định tách quân vào móc máy tới từ game thủ Lôi Lão Hổ nhưng Mệnh không chọn điều đó diễn ra. Và thêm một pha vẩy e nữa dành cho game thủ Chim Sẻ Đáng. Xin lỗi dành cho game thủ Vinh Truy Mệnh. Và tỷ số là 1-0 dành cho bộ đôi chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Rất ảo mà Canada, một map đấu rất xấu nhưng vẫn có thể giành chiến thắng dành cho hai game thủ của chúng ta. Cực kỳ tuyệt vời được chơi anh em. Một trận đấu thực sự là tuyệt vời dành cho Chim Sẻ Đáng và game thủ Vinh Truy Mệnh. Mặc dù đây là map đấu rất xấu. Và chúng ta cùng chờ đợi để đến ngay với trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay ngay sau đây thôi. 1-0 dành cho Chim Sẻ Đáng và Truy Mệnh rồi. Tuyệt vời. Ui, Ngọc Trinh thì trắng nghe cùng đi. Cà này khó đấy. Sắm ngay mà em cần mới để test xem độ hiệu quả của chai nước tẩy trắng nhà Deliver nhá. Tôi đã ngâm cái quần với chất bẩn này nửa ngày rồi. Ui, cà này khó đấy. Đầu tiên, anh em cho từ 3 đến 5 pump dung dịch này bằng nước ấm từ 30 đến 40 độ nhé. Sau đó là chờ từ 7 đến 10 phút. Lưu ý là nhớ để riêng đồ trắng và đồ màu da. Với những vết bẩn cứng đầu hơn, nhỏ thêm 1 đến 2 dung dịch đậm đặc vào và chờ thêm 3 đến 4 phút. Cuối cùng, chúng ta xả sạch lại với nước. Có thể dùng nước xả vải để quần áo được mềm và thơm hơn. Ui, trắng như Ngọc Trinh luôn. Cái vết bẩn như là cà phê này, vết mực này, vết rượu vang này đã không còn nữa. Tôi phải công nhận với anh em là chai nước tẩy trắng này hiệu quả đấy. Ngoài ra thì trong combo sạch thơm của nhà Deliver còn có chai nước xả vải, nước giặt đồ lót, nước giặt đồ trẻ em. Cuối cùng là chai xịt giả khô. Với combo này thì anh em có thể mua về và sử dụng hoặc tặng mẹ, vợ hay là người yêu đều được nhá. Rồi, ta cùng trở lại đến với trận đấu tiếp theo thôi, trận đấu thứ hai trong cuộc đấu này. Và anh nào vừa đối diện Sẻ 100k đây, cảm ơn anh rất nhiều. Đấy rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Ok luôn, cảm ơn anh Đoàn Văn. Cảm ơn anh Đoàn Văn với 100k đã đối diện game thủ Chim Sẻ nha. Vâng, nếu như anh em đánh hay, nếu như anh em thấy các game thủ đánh hay thì vẫn có thể quét mã QR code để đối diện cho game thủ Chim Sẻ Đáng nha anh em ơi. Bài đấu xấu vẫn dâng A đến móc máy khó chịu. Gãy luôn. Đây là màu 2 dành cho Vinh Truy Mệnh ở trận đấu này. Tiếp tục là một nền đất bán sa mạc rừng dừa. Có hai cánh rừng đến từ Truy Mệnh rồi. Và đang tìm mỏ quả đâu nhưng mà chưa thấy quả đâu cả. Chưa thấy đâu. Mới có 7 hiệu đầu thôi. Ôi, thế giờ rồi. Quả đâu đâu rồi, bên tay trái cánh rừng rồi. Đây à, sau rừng dừa này à. Hỏng rồi. Đôi voi đã có đến từ Truy Mệnh. Phải đôi voi 7 hiệu quả đâu. Áo.
Vâng, đánh bài tàu này hay là chấm đen này? Đây đây đây, ôi giời ơi, vãi cả quả anh em ơi. Kỹ quá, bài này thì 11 chắc rồi. Đấy, chậm hơi sâu anh em ạ. Giấu kỹ quá, anh không biết được. Không biết gì luôn, cày ghê. Vâng, cảm ơn anh Đoàn Hoàng Văn Minh với 5 số 1 đã donate cho anh chủ chim sẻ nắng nhá. Đây là máy của anh chủ chim sẻ với bao nhiêu đầu, 5 con, một mỏ quả. Những cây gỗ gần nhà rừng thông đẹp mắt đây rồi. 5 số 2 đấy được anh Bùi Duy Hiệp nữa. Thank you anh rất nhiều nhá, cảm ơn anh. Đó, đang cố gắng lùa bên hiệu về đến từ anh chủ chim sẻ đây rồi. Hello hello anh em. Ok, Tránh Nguyễn Dũng nha, chào anh em nhá. Là vòng đi dò thôi. Để xem bài vở em trận đấu này như thế nào. Đồ ăn làm sao và hy vọng ra không gặp một cái map đấu nó xấu như map trước nữa. Cho nó đỡ tù đi. Rồi gặp sư tử đây rồi. Bấy nhiêu đầu 6 con thôi, chim sẻ chứ không phải là 5 con. Đang cố gắng để lùa mấy cái điều này về dành cho game thủ chim sẻ nắng. Hai cánh rừng luôn, một rừng già, một rừng thông luôn. Chúng ta đang dẫn trước đội bạn với tỷ số là 1-0. Thôi thì cứ thắng kèo đầu đã, còn kèo sau tính sau thôi anh em. Biết đâu đó chúng ta sẽ có một kịch bản thắng cả hai kèo. Hợp lý luôn. Uầy, 6 số 1 đến từ anh Vũ Trung Thành. Wow, Vũ Trung Thành hay Vũ Trung Thành gì đó, rất tuyệt vời, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em cảm ơn anh nhá. Ok anh ơi, 100k luôn, 6 số 1 luôn. Đây là bài hiệu sẽ đưa về dành cho game thủ chim sẻ trận đấu này cho anh Nguyễn Duy Tùng ạ. Thông tin báo về là Truy Mệnh cũng sẽ đánh chắc nha. Bài Mệnh thì đã có ngay đôi voi bầy hiêu ở thềm đầu rồi. Chỉ có một vấn đề là quả đầu giấu kỹ quá, tìm mãi mới thấy được. Trong đó sẻ ngoài bầy hiêu đầu ra đang trang giấy trắng đó đến nay hao gầy anh em ạ. Em chào anh Vũ nhá. Đang ốm quá anh ạ. Đang đợi anh về nhá, có anh đi công tác về anh em chữa lành buổi đấy. Khổ lắm rồi anh ơi. Bài hai bầy hiêu đến từ cái thủ chim sẻ. Và từ quý 4 đến từ anh một anh đã donate cho anh đủ chim sẻ. Thank you anh rất nhiều, anh Nguyễn Văn Quang. Em cảm ơn anh nhá. Tránh Nguyễn Văn Quyền. Bài thiếu một đồ đến từ chim sẻ. À đây thôi, đủ thôi. Như vậy là 3 hiêu và 2 quả dành cho bài đấu này. Nói chung đồ ăn là đủ để có thể cơ cấu, và mình nghĩ là sẽ có S nhân đôi để ăn cả hiêu cả gỗ nữa dành cho chim sẻ nắng. Một bài sẽ đánh chắc nhà góc 9 giờ. Cảm ơn anh Cao Xuân Hưởng với từ quý 2 đã donate cho anh đủ chim sẻ nhá. Dòng bình luận viên bị cảm rồi, ok anh ơi. Phạt ốm đấy. Em chào anh Nguyễn Hữu Định nhá, hello hello anh em. Rồi đang cơ cấu đó chính là một chiếc nhà BG để khai thác mỏ quả phụ mình. Và xuống đây sẽ có thêm một chiếc BS nhân đôi nữa để ăn cả hiêu cả gỗ tới từ bài đấu này. Rồi làm BS nữa thôi. Ok, S nhân đôi. Và một bài kích đời 8:08 tới từ game thủ chim sẻ nắng. Em hợi chung sẻ chiến thắng ạ. Ok, cảm ơn em rất nhiều nhá, 10.000 đồng. Em Hải à? Ok. Tránh Nguyễn Chính nhá, chào anh em. Và rất mong anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy sẽ là chiếc nhà BS để có thể khai thác gỗ nữa tới từ chim sẻ rồi. Cả hai game thủ chúng ta sẽ đều đánh chắc nhà thôi. Và đến với trận đấu này, trận đấu thứ hai buổi tối ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn về chợ Deliver. Deliver thấu hiểu và đồng hành cùng bạn trong cuộc sống hiện tại. Và buổi tối ngày hôm nay, nhà đi chợ Deliver chúng tôi mang đến cho anh em một sản phẩm chủ lực, đó là nước tẩy trắng với công nghệ điện phân mới, giải pháp cho tín đồ thịt màu trắng, đánh bay ô mốc, thâu kim lâu ngày, vết cà phê, vết máu, an toàn, hiệu quả, không hại da tay. Đặc biệt anh em dùng những cái sản phẩm nước tẩy khác thì hay có mùi da ven, nhưng riêng sản phẩm của nhà đi chợ Deliver chúng tôi sẽ không có mùi hắc, mùi da ven cho anh em luôn. Lại còn không hại da tay nữa, quá tuyệt vời đúng không ạ? Và đặc biệt giá của sản phẩm Deliver chỉ có giá là 59k cho một chai nước tẩy trắng thôi. Rất nhẹ nhàng. Thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghim ở phần bình luận để sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Deliver chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy đây là pha đi dâng Nga đấy, người cầm màu 8 rồi. Cảm ơn anh Nhất với Tướng Vi Năm đã donate game thủ chim sẻ nhá. Đây là BA đi dâng đấy, người cầm màu 8. Dâng vào trong nhà chim sẻ luôn đến từ Sơ Luyến. Rất giạt. Pha dâng Nga đến từ Luyến Công Tử, nhưng sẻ cũng đang khá là bình tĩnh và chậm rãi ở trong tình huống cơ cấu của mình. Và đây là dân đi dâng của đối phương. Vào bóng nhà chính và đóng cái móng BA ra đây thì xin phép được quật luôn. Xem trên điện thoại thì anh em có thể chụp ảnh lại rồi quét mã để donate anh em nhá. Hay quá nhá. Và vậy cực kỳ khó chịu đến từ game thủ chim sẻ nắng để có thể nhốt hai dân đi dâng của Luyến Công Tử. Và sẽ chỉ có một BA bên trong nhà mình thôi. Những BA tiếp theo thì Luyến sẽ phải đưa dân lên để đóng bên ngoài. Và khóa BA rất nhanh đến từ game thủ chim sẻ nắng. Uầy, 6 số 2 donate cho game thủ chim sẻ nắng luôn. Quá như tuyệt vời. Chú Giang Phong mời anh em gì đây?
Mời mời anh em cái gì đây, mời anh em cà phê à? Ok. À mời Kiên à? Ok luôn rồi ơi. Ui, các cụ ơi. Em gọi anh nhá. Siêu. 10.000 đồng đến từ anh nào đó vừa đến đây, game thủ chim sẻ, thank you anh. Tham lại là 28 thì có sẻ trận đấu này. Đấy, cùng xem nào. Ok anh Đỗ Hà ơi, có mã đây, anh cứ quét luôn này. Hải gửi cho anh số tài khoản, anh gửi cốc cà phê đây. Cái mã trên màn hình đây anh. Trong này có cà phê của Hải Mazio rồi. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cứ mã QR này anh quét thôi. Đang ướm VE để có thể bo nhỏ cái BA của game thủ sắp đến bên trong nhà của mình. Và sẽ tránh bị đối phương móc máy nhiều. Nhưng cùng lắm thôi bạn sẽ đen cái móng BA này để thoát cung đờ ra móc thôi. Ờ như vậy là trận này mệnh đang lên đời hơi muộn nha. Tôi nhìn thấy tham lai mệnh lên đời khá là muộn. Tránh Lê Minh nhá, trái anh em. Đang cơ cấu ra ruộng để có thể phát triển dành cho bài đấu này. Không biết là BA mới của Sơn Luyến sẽ đóng ở mặt nào thôi. Nhưng mà mình nghĩ là Sơn Luyến đã có bánh xe và bắt đầu đập BE của những thủ chim sẻ rồi. Sẻ thì đang muốn bo luôn BA của Luyến Công Tử bên trong nhà của mình. Rồi đã kín, ok. Giờ nở cung R ra bắt hai dân này là xong. 32 đó tham lại hiện tại đến từ cái thủ chim sẻ. Trận này mệnh lên đời muộn xíu nha anh em. Vâng, BA mới ở đây luôn ạ. Giạt tên à. Rồi thoát mất 2 dân rồi. 37 thì chim sẻ đang muốn giật vào để xử lý 2 dân này trước đã anh em ơi. Căng quá. Sơ Luyến đóng quả BA mới ở cạnh BA chim sẻ luôn. Giạt giạt luôn rồi, giải quyết xong 2 dân kia rồi. Bắt nốt cung lờ này vẫn có cả màu 4 luôn, đã hổ đến luôn. 2 đánh 1 luôn ở thời điểm đầu rồi. Rồi bạn quyết tâm hạ gục chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Và sẻ đang dùng dịch để có một tình huống bỏ nha. Khi mà bị hai nhà công vào như thế này. Ui. Cái Lê Văn Học với 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã donate game thủ chim sẻ đáng nha. Thank you anh rất nhiều. Chúc sẻ chiến thắng luôn. Ok anh Học ơi. Đây rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, đang có những huống đi công tới từ game thủ chim sẻ, cố gắng tôi gom quân thôi. Khi mà đội bạn lại có một bài đấu dâng ngà và kết hợp cùng lôi lão hổ đầu cánh đẩy bay nhà chim sẻ rất sớm luôn anh em ạ. Càng ấy nhờ. Đây là nhà BA của game thủ Vim Chim Bậy. Sẻ đang chạy về phía Chim Bậy rồi. Màu 4 sẽ người đầu cánh của game thủ chim sẻ đáng luôn. Cái Đỗ Việt Hà với 5 số 5 đã donate game thủ chim sẻ nhá. Em cảm ơn anh nhá. Họ đang cố gắng công nhà người cầm màu 4. Nhưng lần này tôi nhìn thấy bài lôi lão hổ có vẻ kín đáo hơn rất nhiều. Và đội bạn đang chưa hề vội vàng mà quyết tâm đó là đứng đốt BA game thủ chim sẻ luôn. Để có thể triệt hạ chim sẻ nắng ở ngay trận đấu thứ hai này. Ở thời điểm đầu rất sớm luôn. Sẻ đang cố gắng móc máy đây rồi. Đây là máy Chim Bậy nào. Mệnh bên này tham lai 50 đang bắt cung lờn cầm màu 8. Đó chính là một bài đối đi dâng A của game thủ Sơ Luyến. Khi mà mệnh cũng vừa bị công một mỏ gỗ. Cũng đang test một tên đi quản nhà đối phương đây rồi. Tránh lâm sảnh nha, tránh anh em. Theo anh em trận này em đang có cửa không ạ? Tôi thấy mệnh là một tham lai cũng khá là ổn. 5x ở phút thứ 18 rồi. Và quan trọng là những tình huống móc máy chim sẻ nắng nó đem đến hiệu quả như thế nào. Em tránh nhung bơm nữa nhá. Đây là khu vực ăn hoang tới game thủ chim sẻ. Và mệnh đang đi quân. Sau một tơn quản màu 8 thì mệnh bắt đầu đi quân ra giữa map đây rồi. Để tìm những tình huống đấu quân bắt quân đối phương. Đây là cung lờ màu 8, đó chính là game thủ Sơ Luyến. Người đi dâng A trong trận đấu này. Bắt lẻ được con nào hay con đấy thôi. Và quan trọng là cái thế phát triển và cái thế đánh cung chim mệnh thì tôi cũng khá là tự tin. Bởi vì mệnh là một tay cung lờ cứng ở trong team Vitamin rồi. Nhiều khi solo với sẻ còn khiến cho sẻ ngấp ngứ. Rồi ra bắt màu 8 ở trong tình huống này. Đây là khu vực dân Nga của đối phương. Và có cả dân đang ăn hoang ở đây nữa với mỏ gỗ. Tham lai của chim sẻ, xin lỗi của Chim Bậy đang ở số là 6x. Với bài đấu đánh chắc nhà của mình. Mặc dù đây là bài đấu lên đời hơi muộn đến từ Chim Bậy. Nhưng bây giờ thì công nghệ đã đầy đủ và bắt đầu tăng Nga rồi. Và có sự có mặt của hai nhà ở đây thì mình nghĩ là mệnh nên lùi. Khi mà đang có cả lôi lão hổ ở khu vực này luôn. 66 trên 80 là tham lai tại dành cho game thủ Vitamin Chim Bậy. Với bài đấu này. Ở trước nhà BG. Thêm ruộng nữa rồi. Và đấu quân cầm màu 8. Và cảm ơn bạn nào đã donate chim sẻ nắng tư quý 2 nhá. 6A dành cho Vitamin Chim Bậy rồi. Rồi bạn đang khá đông quân rồi và bây giờ sẻ đã bắt đầu ra lại được quân. Và cần phải có những uống móc máy. Tới từ cái đủ chim sẻ cần lại cầm quân đó sẻ ơi. Đây là nhà. Bệnh đã bị thủng nhà từ hôm nay. Với tình huống móc máy của người cầm màu 8 đó chính là Sơ Luyến. Người đi dâng A về phía đối bạn. Thế mệnh ở cái mặt từ 1 giờ vào nó đang khá là rộng rãi. Và đó là một cơ sở để cho màu 8 bên phía đối bạn có thể khai thác vào.
Tháp Lai là 70/88 dành cho bài đấu này. Sao lại quýt đi rồi ơi. Hôm nay thì anh em phải cầu vũ để anh em cố gắng hơn. Anh em phải bảo thôi quýt đi. Vậy em bắt quân đây này. Vâng, cần phải bắt quân đội bạn tới từ Vitamin truy bệnh. Màu 4 đang đi lẻ một mình, nhưng màu 8 đang đụng máy trên mặt 12 giờ. Và bây giờ màu 8 đã đến đây rồi. Chúng ta cùng xem liệu rằng bệnh có cân đôi được nữa hay không. Trận trước đã có những cuộc cân đôi rất là mẫu mực dành cho game thủ Vitamin truy bệnh. Còn trận này thì quân đội bạn đang là cực kỳ đông, khó để cân đôi đấy. Đấy đông quá. Bắt đầu bị tràn nào và bắt đầu dí quân bên trong nhà truy bệnh rồi. Một tên quân nữa nở ra thì như vậy. Và tham lai ở số là 63 trong trận đấu này. Hơi căng anh em ạ. Bên này thì sẽ tham lai là 53 cơ. Ôi, sẽ tham to thế. Vâng, tham 53 luôn anh em ơi. Và đang về đỡ nhà truy bệnh rồi. Hãy giật quân lại bên trong để đỡ nhà đã nào. Đỡ lại là sẽ hồi lại rất nhanh thôi với những cơ sở như thế này. Vừa ăn hoang vừa kết hợp với những tình huống ra ruộng. BA đóng lùi ra phía sau. Tới từ game thủ chim sẻ. Thêm một tấn quân nữa rồi lên dành cho người cầm bóng 4. Đó chính là game thủ Lôi Lão Hổ. Ở bài đấu mà không phải là Lôi Lão Hổ Dương Nga mà anh ấy đánh chắc nhà trận đấu này. Để kết thúc cùng với game thủ Sơ Luyến người đi Dương Nga. Công nhà chim sẻ nắng. Vâng, tham lai là số là 54/60 dành cho bài đấu này rồi. Đang cơ cấu ra ruộng. Và đây là màu 4 đã phát hiện ra cơ sở hồi của anh thủ chim sẻ. Cày thế nhờ. Đang hồi. Ai biết quay vào đây. Vâng, 6 số 6 đến từ anh Chip Ken. Thank you anh rất nhiều. Đã đuổi hết anh thủ chim sẻ. Đây là máy của Vitamin truy bệnh. Bệnh bên này tham lai 52. Phóng to mã. Ok anh ơi, để trước khi đến với trận đấu tiếp theo, trận sau em sẽ phóng to mã cho anh em nhé. Bây giờ đang giao tranh căng thẳng quá. Tập trung anh em nghiên cứu trận đấu này, em làm cái nào để thắng đi cái. Vùng nhà chính ra để có thể khai thác thêm đó chính là mỏ quả nữa. Đánh cho bài đấu này. Ruộng nương ok, tham 5x. Mệnh tham lai không to như thế này là tôi thấy cũng căng căng rồi đấy. Bên này sẻ tham lai 56, tham còn to hơn để truy bệnh cơ. Sẻ hồi lại quá nhanh rồi. Màu 8 đang móc máy nhưng cơ sở là ban người thủ chim sẻ những mỏ gỗ ở mặt 3 giờ, tận 3 giờ mới vào đây quản được. Giá thật đấy. 54 đó là tham lai của thủ chim sẻ đã hồi lại khoanh ruộng to đùng của nhà rồi. Và tôi đã nhìn thấy đó chính là game thủ Lôi Lão Hổ bắt đầu có những huống đào vàng. 2.000 vàng rồi cơ. 2.000 vàng rồi kia là đoạn kích 4 rồi, phải ốp thôi. Sẻ và mệnh đang muốn có thì cũng ốp quân. Em trai Nguyễn Văn Trung nhá, hello anh. Ôi, lấy 4 xong rồi đây này. Giạt quá. Rất khỏe tới từ Lôi Lão Hổ. Nào 2.000 vàng mới lấy 4 xong, chuẩn bị có turn hot đầu tiên rồi. Sẻ đang ốp nhà BA đội bạn với những con cung lờ của mình. Bây giờ thì đội bạn đã bắt đầu ra turn hot đầu tiên với 2, 4, 6, 7 con hot gì đó. Và bây giờ cung lờ sẻ thì không đủ để ốp màu 4. Thế trận này đang khá là căng dành cho một đôi chúng ta đấy. Vậy thì có vẻ đang lọt nhà cầm màu 4 rồi. Đây truy bệnh, đúng là như vậy, mệnh đã lọt nhà màu 4. Và cần phải bắn được những khoanh ruộng của người cầm màu 4 trong trận đấu này. Đây, ruộng chính, ruộng phụ đội bạn đây. Lôi Lão Hổ lên 4 nữa. Cày. Uầy, nhiều ruộng như này bảo sao lên 4 cũng đúng rồi. Quá nhiều ruộng như người cầm 4. Sẽ ốp được A không? Nhưng không ốp được nữa rồi. Và một đều trong kèo hai ACVN. Khá đáng tiếc cho bộ đội chúng ta trong trận đấu này. Ở đầu sẽ bị hai nhà chơi luôn, bay nhà. Bệnh về sau thì góc 1 giờ nó quá rộng nên cũng không thể nào cơ cấu hết được. Chúng ta cùng chờ đợi đến với ngay trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 trong kèo 2-2 cùng LAC ngay sau đây thôi. Ui, Ngọc Trinh chỉ trắng nghe cùng đi. Cà này khó đấy. Sắm ngay mà em cần mới để test xem độ hiệu quả của chai nước tẩy trắng nhà Deliver nhá. Tôi đã ngâm cái quần với chất bẩn này nửa ngày rồi. Ui, cà này khó đấy. Đầu tiên, anh em cho từ 3 đến 5 pump dung dịch này vào nước ấm từ 30 đến 40 độ nhé. Sau đó là chờ từ 7 đến 10 phút. Lưu ý là nhớ để riêng đồ trắng và đồ màu da. Với những chất bẩn cứng đầu hơn, nhỏ thêm 1 đến 2 dung dịch đậm đặc vào và chờ thêm 3 đến 4 phút. Cuối cùng, chúng ta xả sạch lại với nước. Có thể dùng nước xả vải để quần áo được mềm và thơm hơn. Ui, trắng như Ngọc Trinh luôn. Mấy cái vết bẩn như là cà phê này, chất mực này, chất rượu vang này đã không còn nữa. Tôi phải công nhận với anh em là chai nước tẩy trắng là hiệu quả đấy.
Ngoài ra trong combo sạch thơm của nhà Ladybird còn có chai nước xả vải, nước giặt đồ lót, nước giặt đồ trẻ em. Cuối cùng là chai xịt xả khô. Với combo này thì anh có thể mua về và sử dụng hoặc tặng mẹ, vợ hay là người yêu đều được nhá. Ok anh em ơi, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo rồi. Bạn nào vừa đứng lên sẻ từ quý 2 nữa nhá. Nào, chúng ta đến với trận đấu này. Trận đấu thứ 3 chứ đúng hơn. Đây rồi, đây là 1-1 để chim sẻ. Và trước khi vào thì giao tranh thì em xin phép phòng to mã QR để anh em dễ dàng quét mã hơn nhá. Chúng ta có tỷ số 1 đều buổi tối ngày hôm nay rồi. Đây là mỏ cầu đầu 6 cây dành cho cái thủ chim sẻ. Và anh em thức công chiếc nhà BG. Đây là chiếc nhà BG đến từ cái thủ chim sẻ với bài đấu này. Anh xin phép thu nhỏ mã QR lại. Làm vòng đi dò thôi. Một cây gỗ gần nhà nền đất bán sa mạc và có rừng già dành cho game thủ chim sẻ nắng. Để xem bài vở ở trận đấu này sẽ như thế nào. Hy vọng là bài vở chúng ta tươi tươi một chút. Tránh gặp mấy bài xấu nó mệt quá rồi. Trận này có biết là mệnh có chậm dân không thì sẽ có thứ 6 rồi. Đây đang thứ 7 rồi. Mệnh cũng 7 dân. Bây giờ mới thấy quả. Thấy quả hơi muộn thôi chứ mệnh, nhưng đó là quả 7 và có 7 hiệu đầu luôn. Ở trong trận đấu này có thể đưa về một thế bài góc 7 giờ nên đất cũng là bán sa mạc. Quả 7, 7 hiệu gỗ đầu gần. Và quả thấy hơi muộn tí nên từ chuyện này sẽ bị chậm dần hơn so với sẻ một chút xíu. Con sẻ đang có những bước đi dò rồi, rất nhiều rừng về mặt sát mép bản đồ này. Một góc 10 giờ đến từ cái thủ chim sẻ. Tránh 5 break nhá, chào anh em, hello mọi người, hello anh em. Và hy vọng anh em cho Silver Lime nút chia sẻ video livestream nha các cụ ơi. 7 yêu đầu đã có dành cho bài đấu này. Xem lùa về thôi. Đối đầu với hai game thủ đánh giá rất cao đến từ cộng đồng Trung Quốc như bộ đôi sơ luyến và lôi đá hổ này. Càng tay đấy, đang hòa một đều. Cảm ơn anh Nguyễn Đình Thịnh với năm số 2 đã donate cho game thủ chim sẻ nắng. Thank you anh rất nhiều ạ. Vâng, thêm vòng nữa đi dò tới chim sẻ bài 27 hiêu. Đồ ăn vẫn đang là chưa đẹp tới từ chim sẻ trận đấu này, vẫn thiếu một đồ. Rồi, top line là 15. Đây, chim sẻ đang muốn lùa bầy hiệu này về với nhà chính cho mình luôn. Còn 3 hiệu nữa trong bầy hiệu đầu. Vâng, thêm vòng nữa đi dò đến từ bài đấu này, hai voi rồi. Bài hai voi hai hiêu, vậy là về cơ bản là cũng đủ rồi, sẽ có S nhân đôi để có thể khai thác cả hiêu cả gỗ ở mặt dưới này. Ok. Xin một quả đấy anh em ơi. Vâng, thêm chiếc bé chân đôi nữa để khai thác cả hiệu gỗ đây rồi. Bài ở đây rồi, cuối cùng đã thấy đó chính là mỏ quả phụ. Và cố gắng đưa nốt đôi voi này về thành bài hai hiêu, hai voi, hai quả để có thể ép đời dành cho cái thủ chim sẻ. Cái Trần Văn Tuyền với Tùng Yai đã đưa lên cái thủ chim sẻ nắng nha. Sẽ hơi cố lên. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhãn hàng Deliver, một đơn vị đang kết hợp cùng chim sẻ nắng Studio để mang đến kèo giao hữu Việt Nam Trung Quốc trong buổi tối ngày hôm nay. Deliver thấu hiểu và đồng hành cùng bạn trong cuộc sống hiện tại. Và ngày hôm nay thì nhà chợ Deliver chúng tôi đã mang đến cho anh em sản phẩm, đó chính là nước tẩy trắng, siêu tẩy trắng luôn với công nghệ điện phân mới, giải pháp cho tín đồ thích màu trắng, đánh bay vết ố mốc, thâm kim lâu ngày, vết cà phê, vết máu, an toàn, hiệu quả mà lại không hại da tay. Đấy. Đặc biệt là anh em dùng những sản phẩm nước tẩy khác thì hay có mùi da ven, nhưng các sản phẩm đến từ nhà chợ đối bơm thôi rất là tuyệt vời và không hề có mùi hắc nha anh em nhá. Để anh em thể chụp ngay theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để sở hữu các sản phẩm của nhà chợ đối bơm với chai nước tẩy trắng hiệu giá đó chính là 59k thôi anh em ạ. Từ vị trí đến từ anh quạt trần ra sơ luôn, quá tuyệt vời. Ui, các cụ ơi, em gọi anh nhá. Homeless.
Và top line là 27 dành cho game thủ chim sẻ. Đây là Mệnh. Mệnh đang có bài hiêu đầu hai voi về đây rồi. Đang cố gắng dò về mặt giữa bản đồ để bo bế. Với một chiếc nhà BB kín luôn giữa mấy cái rừng này rồi. Đang hỏi xem bo bế với sẻ như thế nào đây để có thể kín nhà với nhau này. Là kê mặt giữa nhà với nhau anh em ạ. Đang chốt chiếc nhà BB tới từ chú Mệnh và đang quay loay hoay sang cái mặt giữa hai nhà. Bài Mệnh cũng voi hiêu quả phụ đây. Nói chung là cũng chấp nhận được nên cho bài đấu này. Và từ quý 3 đến từ anh Nguyễn Văn Mạnh, thank you anh. Một mấy đấy Mạnh. Vòng 7 dâng A rồi. Rồi và Mạnh đang muốn đánh thủ trận lực trận đấu này khi mà lên đời cân với game thủ Lôi Lõa Hổ. Sẽ cũng lên đời khá sớm rồi. Đấy, cùng xem là kịch bản ở trong trận đấu này, trận thiếu thứ ba trong kèo 2 AC nó sẽ diễn ra như thế nào. Ok Nguyễn Ngân ơi, hiện giờ đấy. Cảm ơn chị Nga Nam Định với 9435 nhá. Và 28 là thao lai của chủ chim sẻ, nâng cấp bánh xe, bắt đầu tăng được 3 máu BA đi rồi. Kéo gãy à? Kìa. Đã bảo anh em rồi, anh em phải động viên chứ, cái cụ vào toàn sợ gãy với cả sợ quáng cái này thì đánh đấm thế nào được. Trái Nguyễn Đức Trạng nha, chào anh em. Đây là máy của chú Bệnh. Bệnh đang có 4 BA này. 7 luôn đã ổ cánh này. Và Bệnh đang chốt BE và BA đối phương. 5 A đến từ vitamin truy bệnh. 5 số 3 không nghĩa là chắc là nó nhanh quá, nó trôi qua đây anh ơi. Đang bo bế nhà cửa mình. Và một bài bo cản mặt tới từ vitamin truy bệnh đây rồi. 5 A. Nhà BA được bo kín ở trước cửa nhà luôn. Chưa có giao tranh. Đây rồi, sẻ bắt đầu nổ ra giao tranh rồi. Đây là máy chủ chim sẻ. Cái Nguyễn Hoan với 50 sao đã đột lên cho đủ chim sẻ nắng nhá. Thank you anh rất nhiều ạ. Đây rồi, đây là dân bầu 7. Thì vậy là giờ Mệnh đang bị hai nhà quay rồi. Khi vào bầu 7 là người đi ra Nga và Sơ Luyến sẽ người đầu cánh của vitamin truy Mệnh đẩy quân lên. Tránh nhật thế ạ, chào anh em. Và top line là 52 đến thủ chim sẻ rồi. Đáng sang kê nhà cho vitamin truy bệnh ở trong trận đấu này. Bò bế hai lớp luôn, 5 ma rồi. Chưa chặt gỗ 2. Vẫn đang là chặt gỗ 1 tới từ game thủ chim sẻ và đang cố gắng để có thể kê và chờ lên công nghệ gỗ 2 nữa. Lực cũng rất là khỏe đấy chứ anh em. Đây rồi, nâng cấp công nghệ gỗ 2 rồi. Lực khỏe luôn. Có phát trực tiếp trên YouTube với chim sẻ nắng ao nha các bạn ơi. Vậy nên là BB sẽ đi quân rồi. Rồi, đây là bộ 7 phía các bạn. Cầm lên. Vâng, top line ở số là 67. Đưa cái thủ chim sẻ vào đây. Cũng là người cầm bộ 8, đó chính là Sơ Luyến. Đấy, đang lao ra để đỡ dần người cầu 7 nhưng sẽ lao vào đấu luôn. Rất tự tin dành cho chủ chim sẻ mặc dù đây là góc rất đẹp nha anh em nhá.
Con máy của game thủ Truy Mệnh. Vậy bên này tham lai 43 rồi, cả bên nào vừa đối chia sẻ 5 số 2 Nguyễn Trường Tân. Thank you anh rất nhiều. Màu 7 đang cố gắng để ốp nhà của VTV Truy Mệnh. Vậy nó phải đóng A lùi ra phía sau. Thì đeo phải đấu đi trong A nên G7 mặc dù đã bị xe quả của Tân rồi. Nhưng lượng quân bạn tích được cũng là khơ khơ. Bên này chi tiền đáng tham lai là 76. Một thế phát triển đúng sở trường. Và chúng ta cần phải có tình huống xoay tham để xem sơ lưới đang có bao nhiêu dân rồi nữa. Nhà bên nhà rồi, gỗ hai rồi, dồn lên thôi. Mệnh thủ nhà Huy là mệnh vẫn đang tựa đỡ được nhà mà anh em. Đấy, điều quân màu 8 đi. Ồ, đang thắc mắc là không biết sân luyện đang có bao nhiêu dân rồi, sẽ lại về lùi dân này rồi. Bên này thì mệnh tham lai là 37 rồi, mà tham lai không hề to. Tới từ Vimin Truy Mệnh thì đang bị đội bạn dân Nga bắn rất rát rồi. Hãy chú ý ở mặt giữa nhà sẽ nhá. Đây, đội bạn lại quay lại này. Như vậy thì em xin nhận được sẻ đang vòng phía sau rồi mà ngay tức đội bạn lùi. Đồng thời ra đi phía trước đi em ạ. Và tham lai là 76 và đang đụng nhà màu 8 đấy rồi. Xem lọt nhà đấy bạn gái. Ôi bạn kiếm quân đã bắt rồi. Vẫn bị vẩy e tới chim sẻ và không lọt được nhà màu 8 trong tình huống này. Và có tăng A nữa không hay là bung ra đào vàng gì đi. Màu 4 đang ốp nhà bè Truy Mệnh rồi. Cho đào vàng đi ạ. Tám x Truy Mệnh tham lai là 40. Cảm ơn chia sẻ ơi. Bên nhà A Mệnh. Xin lỗi đây là sẻ. Sẻ bên này thì quá đông quân với tham lai 1 lít rồi. Và có rất nhiều dân màu 7 đang góp mặt ở đây. Nhưng có sự hỗ trợ từ cầu màu 8, đó chính là game thủ sơ luyến. Nên sẻ mấy người phải rút lui ở trong pha đấu quân vừa rồi. Đồng đấy, cẩn thận đi về nhá. Và tham lai 91 rồi, bắt đầu bung nhà chính cho đào vàng rồi. Nào nhanh nhanh này tí, nâng đào vàng lên. Bổ trận đời 4 cái cho vui vẻ mát mẻ anh em nhá. Thừa gỗ sao không tăng A lên, đâu thừa đâu anh, hết rồi đấy, còn 100 gỗ thôi. Đủ với A đâu, 149 là đủ đấy. Đấy, bị đánh này được rồi. 6 A sóc đều đào vàng lên 4 dần thì vừa. Đã đóng xong Vega tới thủ chim sẻ và đã đào được 700 vàng. Và sẻ đang vòng sau mệnh nó đấu quân mặt kia rồi. Gặp này bắn đi, ok, chơi thôi. Đây là Truy Mệnh. Sẻ cần phải dồn theo để bắt tân quân này, cầm vào 7 nữa. Rất ok, phối hợp chuẩn chỉ, vẩy e đi. Vẩy nữa nào, hay quá. Pha vẩy e tốt dành cho bộ đôi chim tiền đắng và VIP Truy Mệnh. Tiếp tục là những uống vẩy e khó chịu của Truy Mệnh. Ghê nhở. Đè can trôn ra để có thể vẩy e luôn, cháy đích chân nhá. Bên này đi sẻ tham lai 97 rồi, màu 8 đã có 2 cung lừa lọt nhà kích 4 thành công. Dành cho đủ chim sẻ, chính xác là 3 cung lừa lọt nhà chim sẻ nắng. Đóng ở đây để vẽ thêm ruộng nữa anh em ạ. Sắp tới chúng ta cũng không cần nhiều gỗ nữa. Cái sẽ đánh đó chính là hot thôi. Rồi, cơ cấu thêm ruộng nữa thôi. Tránh lãm duy nhá. Và bên kia không biết đã lên 4 hay chưa. Bên này thì đã có hot rồi. Màu 7 đang cố gắng chạy dân giữa bản đồ. Mệnh đã bắt tân dân này cầm màu 7 trước. Và bạn lại công vào nhà của Truy Mệnh. Thế trận này sẽ là cuộc đối đầu giữa game thủ chim sẻ nắng và người cầu 8, đó chính là game thủ sơ luyến. Đang hít ăn đăn những con nông dân của cầm màu 7 tới từ Truy Mệnh rồi. Tránh Nguyễn Phóng nha, tránh em. Oh,
chưa lọt được vào nhà đội bạn anh em ạ. Tránh Hải Long nhá, chào anh em. Rồi, Sẻ bắt đầu đấu quân mạnh này. Đây, chim Sẻ, hot đánh cung đờ. Đội bạn đã có hot trước rồi, bây giờ Sẻ ra tân hot đầu. Đúng rồi, bắt đầu lao vào mặt bòi vàng của ý đủ chim Sẻ. Anh em mệnh ăn vàng rồi, và ốp nhà bên phía đối phương với cung đờ màu 8, những con hot màu 8 và cả cung đờ away. Mình chỉ cần một tân hot nữa ra thôi, mình nghĩ là Sẻ sẽ đỡ được nhà. Và quan trọng là những cái điểm công nghệ chúng ta phải nâng cấp thật là nhanh chóng để có thể đỡ nhà từ hôm nay. Một tân hot nữa đỡ ra tới chim Sẻ đây rồi. Cũng đã ăn vàng nhiều lên. Và một tiếng nhà chim Sẻ rất nhiều rồi. Đấu liên tục rồi và cuối cùng thì bóng 8 vẫn đang còn đông những con hot ở đây. Nhưng mà tôi nhìn thấy có bóng 7 mạnh về đây rồi. BA đang bị ôm khá rát anh em ạ. Đang chờ tôi quân nữa thì chim Sẻ đang sóc thêm dần. Đây hot ở cung đầu lại đây, tôi nữa nở ra đi chim Sẻ nắng rồi. Con nào mới nở thì lùi lại đi mà bắn đi. Chỉ còn khoảng độ 6-7 hot nữa rồi bạn, đây thôi màu 7 đang cố gắng đi quản vàng cái thủ chim Sẻ rồi. Tôi nghĩ là một tên hot nữa thì vẫn thủ nhà, à không lại có thêm màu 7. Mạnh đâu ơi. Làm bắt đầu bị đè thì cho bộ đôi chúng ta với tỷ số là 2-1 dành cho bộ đôi đến từ cả đội Trung Quốc. Khó nhỉ. 2-1 cho bạn trong kèo AC và ta sẽ đến ngay với trận đấu thứ tư thôi. Hơi khơi trận đấu này anh em ạ. Ui, Ngọc Trinh chỉ trắng nghe cùng đi. Cà này khó đấy. Sắm ngay mà em cần mới để test xem độ hiệu quả của chai nước tẩy trắng nhà Deliver nhá. Đã ngâm cái quần với chất bẩn này nửa ngày rồi. Ui, cà này khó đấy. Đầu tiên, anh em cho từ 3 đến 5 pump dung dịch này vào nước ấm từ 30 đến 40 độ nhé. Sau đó là chờ từ 7 đến 10 phút. Lưu ý là nhớ để riêng đồ trắng và đồ màu da. Với những vết bẩn cứng đầu hơn, nhỏ thêm 1 đến 2 dung dịch đậm đặc vào và chờ thêm 3 đến 4 phút. Cuối cùng, chúng ta xả sạch lại với nước. Có thể dùng nước xả vải để quần áo được mềm và thơm hơn. Ui, trắng như Ngọc Trinh luôn. Mấy cái vết bẩn như là cà phê này, vết mực này, vết rượu vang này đã không còn nữa. Tôi phải công nhận với anh em là chai nước tẩy trắng này hiệu quả đấy. Ngoài ra thì trong combo sạch thơm của nhà Deliver còn có chai nước xả vải, nước giặt đồ lót, nước giặt đồ trẻ em. Cuối cùng là chai xịt giặt khô. Với combo này thì anh có thể mua về và sử dụng hoặc tặng mẹ, vợ hay là người yêu đều được nhá. Ok anh em ơi, chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo thôi. Phát hiện ra Nga mà không khóa được, đánh yếu quá. Cố lắm rồi, nhưng mà đội bạn đây cũng sớm anh, mệnh nên hơi muộn tí. Nào, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo thôi. Rồi, đây sẽ là trận đấu thứ tư trong kèo đấu này. Chúng ta đang bị đội bạn dẫn trước với tỷ số là 2-1, nhưng mà không sao anh em ạ. Rồi đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm thôi. Súp ê. Hai kèo chạm 4 rồi anh em ạ, hôm nay căng đấy. Đây rồi, mệnh đã quay trở lại rồi và ta sẽ đến ngay với trận đấu này thôi. Trận thi đấu thứ tư ở trong cuối hôm này và đây là màu 4 dành cho game thủ chim Sẻ nắng. Một thế bài ở gần khu góc 12 giờ tới từ game thủ chim Sẻ. Làm vòng đi dò rồi. Ok. Đang đóng nghe này, chạy đâu này. Rồi tìm quả đâu nào. Nền đất mượt đấy, rừng ok đấy. Vàng trong này. Ghe này, bài này đánh chém là mắc tinh này. Ôi tội không được đánh chém. Quả đầu 7 cây đến từ game thủ chim Sẻ rồi.
Ồ, oh, cảm ơn anh Huấn Hoa Hồng đã chào Hải Bánh. Hay là Tứ Quy 8, em chào anh. Thank you anh rất nhiều. Anh em có thể quét mã QR code để cổ vũ chim sẻ nắng cho buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đang có cách biệt là một trận thôi, không vấn đề gì cả. Chào anh Nguyễn Ngọc Anh nha, chào anh em. Qua đầu 7 cây tới từ game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Đang cơ cấu nhà cửa rồi và làm vòng đi dò xem đồ lùa về ở đâu thôi. Ba ba sen thì chúng ta sẽ có sự có mặt của bộ ba game thủ, đó chính là chim sẻ nắng, truy mệnh và vitamin U98 nha các bạn ơi. Dám sẽ vào thi đấu trong kèo ba ba sen ở sau khi kết thúc kèo hai hai AC này. Chào anh Antonio Nam Ngô đây rồi. Nước dừa này có vẻ thơm đấy. Yêu quả phụ rồi, thêm mấy cái rừng nữa, mặt 12 giờ là móc beo nào. Hoặc là mặt giữa hai nhà đấy, 12 giờ có rừng thông luôn, được chưa? Em muốn mua nước tẩy trắng thì em có thể truy cập theo đường link ấy để ghim phần bình luận cho Hoàng Tài ơi. Đó, ngày hôm nay thì giới thiệu anh em về sản phẩm nước tẩy trắng tới từ nhà chợ Deliver, đơn vị đã mang đến kèo đấu giao hữu Việt Nam Trung Quốc cho buổi tối ngày hôm nay chúng ta. Deliver thấu hiểu và đồng hành cùng bạn trong cuộc sống hiện tại, và trong buổi tối ngày hôm nay đang mang đến cho anh em đó chính là một chai nước tẩy trắng chủ lực của Deliver với công nghệ điện phân mới, giải pháp cho tín đồ thích màu trắng, đánh bay ô mốc, thâm kim lâu ngày, vết cà phê, vết máu, an toàn, hiệu quả, không hại da tay, khử mùi hôi, khử trùng và diệt khuẩn. Đặc biệt thì Deliver sẽ không có mùi da ben khó chịu cho anh em luôn. Nên là anh em cứ sử dụng sản phẩm tới từ nhà tài trợ Deliver. Và giá lại cực kỳ phải chăng, chỉ 59k cho một chai nước tẩy trắng này thôi. Thì anh em có thể truy cập ngay theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để sở hữu các sản phẩm đến từ nhà tài trợ Deliver chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Cái Phạm Toàn với 10 sao đã donate game thủ chim sẻ. Thank you anh. Thế bài kín đấy mà mình nghĩ là bài này sẽ đánh chắc nhà thôi. Đang cố tìm một đồ nữa. Ép đầu sẽ nhân đôi để khai thác cả hiêu và cả gỗ đây rồi. Và có thêm bầy hiêu bên ngoài, bầy hiêu này đã không cần rừng. Chúng ta cố gắng tìm voi là bỏ quả phụ thứ hai đi cho nó khỏe hẳn luôn. Em chào anh Tiến Richman nhá. Hello anh em. Và anh em đừng quên vào ngày 30 tháng 8 sắp tới thì trên kênh TikTok Chim Sẻ Nắng sẽ có một buổi livestream bán hàng. Như hôm trước mình và Sẻ cũng đã livestream bán hàng vào ngày 8 cho anh em đấy. Thì có rất nhiều sản phẩm, ví dụ như các sản phẩm đến từ nhà chợ Richman chúng tôi này. Đấy, với nhãn hàng Richman, với các sản phẩm như là sữa tắm 3 trong 1 này, dung dịch vệ sinh này, ôi trời ơi, quần áo rồi thì phím trượt rồi đồ công nghệ, có thể là đồng hồ thông minh nữa chẳng hạn, dành cho anh em luôn. Bây giờ những cái điều rất là hơi thì anh em có thể chuẩn bị sẵn đó chính là tinh thần cũng như là ví tiền của mình để vào săn điêu khủng của chim sẻ nắng vào ngày 30 tháng 8 sắp tới anh em nhá, trên kênh TikTok chim sẻ nắng. Mình và Sẻ sẽ lại đồng hành bán hàng cho anh em tiếp. Trước tôi thấy bán xe đạp, bán ghế mình với ghế công thái học, thấy bán chạy quá thì tôi sau này kinh tế khó khăn, anh em đành đè nhau ra đi bán hàng vậy để kiếm thêm tí rau cháo qua ngày các cụ ơi. À hôm đấy anh ủng hộ mấy bộ của Omino đúng không anh Đức? Hay quá, anh mua Store VN này, anh mua mấy sản phẩm của Omino là cũng rất là tuyệt vời đấy. Cười cái, anh ấy mua ủng hộ thì cười lên, mặt cứ căng ra, cay ghê. Rồi thêm bầy hiêu này đóng hết nhân đôi thôi, đỡ phải ăn cái bầy hiêu hớ dưới kia anh em ạ. Có bán trên TikTok không phải ơi à? Hiện tại thì sản phẩm Deliver anh em có thể mua theo đường link mình đã ghi phần bình luận nha anh em nhá. Đấy, bầy hiêu sẽ đưa về dành cho cái thủ chim sẻ này. Đá qua máy truy bệnh ấy. Bệnh ăn chanh màu 3. À xin lỗi, bệnh là màu 3. Đang ăn chanh với người cầm màu mấy đây? Màu 8 à? 8. Máy của tôi màu nó hơi... Ôi trời ơi. Đây, màu 8 đây. Ăn chanh màu 8, bài 2 voi bầy hiêu màu quả. Ở đội bạn đóng cái bg đẹp quá. Mình ra ăn sau anh em ạ, thành lập sau. Thành ra bg mình xấu hơn BA luôn. Bài bây giờ anh chỉ có 600 thịt nên chú bậy đánh 2-3 dần thôi. Đánh ít dần bởi vì ăn chanh, tránh lỗ chính nha chào anh em. Rồi cùng xem chú bậy trận này kích ở phút thứ bao nhiêu. Khả năng là phải sang 10. À không, có khi vẫn trong 9 đấy. Từng dồn lên gần đủ kìa, thiếu tí thịt nữa thôi. Cố mút mát tí nào hay tí đấy, làm bài cung kích 9 vậy. Cười, rồi 949 nhá. Ghê đấy anh em. Một chai nước tẩy trắng này chỉ có giá là 59k thôi anh ạ. Cứ cho 60.000 đi. Rất là rẻ và tiện lợi anh em luôn. Anh em nào mặc đồ trắng mà kiểu hay bị ố ấy thì dùng cái sản phẩm này thì quá chuẩn rồi. À, hàng dùng tốt mà em, cơ bản là nó cũng rẻ, mua về tặng bố vợ lên được tiếng thơm. Hay quá. Anh và mọi người phải nói là cực kỳ tinh tế đấy. Bảy lại dâng Nga vào đây nữa. Vậy nào. Rồi bên kia. Vẫn hở kìa, vẫn hở kìa. Rồi, ok, nẹt. Dena không thoát được đâu. Ô, Dena thật này, hay quá vậy ơi. Dena với cả chúng tôi à, Dena không thoát được đâu bạn ạ. À. To be continue. Mày chạy đi đâu? Được chưa anh em?
Cho quả gọi là to be continue luôn. Mệnh đang chưa đủ lực để nâng cấp bánh xe. Đây là tiếp theo một bạn đưa thêm dân lên rồi kìa. À có một quả mệnh ơi, vừa gặp một quả kìa. Đấy. Một quả này sẽ chưa ăn đâu. Bú rồi. Ờ, nâng cấp bánh xe, nhờ được 100 thịt của chim sẻ nhưng mà bài này thì không lấy được A nào. Ai à. Chào anh Dương Nguyễn nha, chào anh em. Bên này thì 100 thịt 100 gỗ nữa, bơm nhiều thế. Rồi cố ai à vậy. Khổ đấy. Bài nó yếu chứ. Cày ghê. Đen BG ta đóng nốt mấy cái E này đi cho nó kín. Nâng cả giáp luôn cung R luôn, gặp sành điệu quá rồi đấy. Vâng, 2A tơn đầu nâng cả giáp luôn. Rồi, bỏ bến nhà cửa mình thôi. Vâng, có nghèo thì cũng phải cho thằng Tèo đi học vậy. Rồi, 3A. Bây giờ đập luôn rồi. Đen E đào cuột luôn tôi này. Làm tạm 3 dân màu 7 cho gọi là có Q. Ok. Hai con đã nằm xuống và con cuối cùng. Đây, BA mới rồi bạn, đóng ở đây rồi. Mặt giữa hai nhà này. À không, mặt trước cửa nhà truy bệnh chứ không phải mặt giữa hai nhà. Đâu, BA mới đâu. Đây. À, này thì dâng này. Vào bắn ông kia đã. Đói trận. Anh à, khó chịu nhờ. Pha bò cản rất khó chịu. Tên thương màu 8 game thủ sơ luyến anh em nhá. Bây giờ bắt buộc phải đứng đốt E đây rồi. Phải mất thêm thời gian đứng sát cung R vào. Không được bạn mang dân ra sửa con bắn. Nhìn thấy mà bắn. Đây, đợi tuần tiếp theo được lên tuần vào thôi. Bo được mặt này thì tốt quá nhưng mà mình nghĩ là cũng hơi mất thời gian và mất lực. Đây rồi. Chào bạn Cu Minh Phú Thọ nhá. Ai à, vẩy nhà cứng luôn nhanh thế nhờ. Mệnh không kịp bắn nhưng tình huống vừa rồi. Còn lại phải đốt E thêm phát nữa vậy. Câu giờ cực kỳ chuẩn chỉ tới từ Luyến Công Tử. Và mệnh chạy ngay về phía nhà chính trẻ nắng rồi. 3 vẩy E trong tới từ Vitamin 97. Rồi đội bạn đã có cung R rồi, đen cả nhà chính vào đây rồi. Bắn nổ E. Timeliner số là 28 dành cho Vitamin 97 ở trận đấu này thôi. Map đấu nhận được khá nhiều đồ bơm chia sẻ, nhưng bây giờ bạn cũng bên trong rồi nên bệnh cũng khó để có thể lao vào, chỉ có thể gây áp lực ở đây. Và mùa 7 bắt đầu đi quản nhà bệnh thôi. Tạm lại là 31 và bây giờ mùa 7 bắn xẻ nhưng không quản bệnh nhé. Nguyên thủ chia sẻ đáng chính xác là xẻ ra bắt BA đi dâng người cầm mùa 7. Với tham lai là 42/52. Mùa 7 lên muộn. 7-8 lên đời ngang theo nhau. Đã có 2 tơ tới người cầm mùa 7 rồi. Và xẻ đang điều đời nhưng lượng cơ bản đông hơn, cố ăn con thì té thôi. Phải dùng rất to thì chim sẻ nắng ở đây. 4A dành cho bài đấu này. Mang hết quân từ trước cửa cho truy mệnh thôi và bo cái mặt giữa hai nhà lại. Và đang bảo kê mỏ quả để mệnh có thể tiếp tục khai thác mỏ quả này một cách an toàn. Nhưng có lẽ là chuẩn bị phải chạy rồi, hết quả rồi. Chạy đi thôi. Tạm lại 44 này, nhiều anh thủ chim sẻ. Và trận này mệnh đóng vị trí đó và bị đội bạn bo cản nên cũng hơi quê. Và vừa rồi là phải đi lỗi thì chim sẻ nắng sẽ mất 2 cung R. Nâng cấp gỗ 2 luôn. Còn xong thêm tuần nữa. Càng phết đấy anh em ạ, chưa giòn đâu. Với việc bơm đồ truy bệnh thì sẽ chỉ đánh được có 4A thôi và bây giờ mới nâng cấp được gỗ 2. Bên này thì bệnh đang đứng để đốt mấy cái nhà BB của cầm màu 8 cho các bạn lại bo lại rồi. Vẫn chưa có nhiều sát thương tới được truy bệnh với một bài đấu như thế này. Màu 7 thì chắc là ở mặt 4-5 giờ này thôi. Hay là bỏ qua màu 8 thì bắn màu 7 không? Ừ, trời cối đục vào mặt này thì cũng mất thời gian quá. Đây là máy của anh thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham lai 52. Bắt đầu đưa một tên đi quản mẫu 7 phát. Mẫu 7 không thể bắn truy bệnh. Sẻ đã tăng được BA thứ 5 và đã có chặt gỗ 2 đây rồi. Vâng, đường đi công nhà bạn rất khó khăn với những con vực và những cánh rừng như thế này. Hoàng hoa lăng hoàng, đây mẫu 7 đến rồi. Bắt tạm một con này đã. Ok, không lọt được vào bên trong tới người cầm mẫu 7. BA tiếp theo thì chim sẻ BA thứ 6. Và đang đưa quân đi quản mẫu 7 một tên. Vâng, như vậy các bạn ra bắt game thủ truy bệnh rồi. Sẻ đang quản mẫu 7 và có thể ốp BA mẫu 7 luôn. Bệnh cần phải giữ được quân để một lát nữa có thể là không ốp được màu 8, không ngoáy được màu 8 thì có thể đi quản màu 7. Sẻ thì đang đi quản màu 7 đây rồi. Và ốp nhà BA đi dâng rồi bạn. 6 nhà BA rồi, gỗ 2 rồi. Bạn này khỏe nên là bơm đồ để cho truy mệnh. Nhưng mà bây giờ thì sẻ đang nở lại. Rồi như vậy thì bạn đang ốp thẳng lên nhà chim sẻ rồi. Theo như truy mệnh báo về và sẻ phải giật quân ở mặt nhà BA của màu 7 về. Để có thể kê mặt A của mình đây rồi. Vâng, mặt 12 giờ đã bắt đầu bị nick vào. Và đi vòng tới đội bạn sẽ đứng đốt E. Lùi vào trong nhá, bệnh chạy ruộng kìa, chạy ruộng kìa. Bệnh cũng phải lùi ruộng như thế này. Tham lai đời số là 73 thì thủ chim sẻ đang bắn dân của cầm màu 7. Đấy bỏ gỗ và đỡ trước người cầm màu 8 bên phía đối phương, đó chính là game thủ sơ luyến dồn lên. Với tham lai đời số là 74 dành cho thủ chim sẻ nắng. Màu 3 thì đó là truy bệnh đang đỡ ở mặt nhà BA với những tình huống công lên của người cầm màu 7. Đội bạn đang tích được rất đông quân nhá. Tấn quân nữa nở ra đến chim sẻ nhưng mà thấy trận đang hơi căng này bộ đội chúng ta. Cháy Sung Nguyễn nha, cháy anh em.
Tránh Nguyễn Đình Sang nhá. Và phải bắt quân tới đối thủ chim sẻ. Đường chuộng vẫn còn, đường gỗ vẫn còn, vẫn sẽ ra được quân thôi. Nhưng phải giải quyết quân đội bạn cái đã. Đây rồi. Đây là cung đường với Camo 8. Cô 7 đang ốp AI của chim sẻ đang. Và vẫn còn tách được quân ở bên trong nữa. Phân quân thế nhờ. Rất đông quân ở đối trường. Đây cô 7 rồi. Trong khi bảo vệ màu 8 bị chim mệnh bắn bay dụng chính à. Đây là chim mệnh. Mệnh đang bắn dụng chính của cái thủ sơ luyến bay dụng chính đấy. Nếu mà cảm thấy khó quá thì ta cũng thể lựa chọn với đánh đó chính là bỏ nha. Nó sẽ đang có cái dụng bên dưới kia nhưng mà BA nó bị ốp liên tục như thế này. Đang công tụ được nhiều quân tới chim sẻ. Tạm nay là 56 thôi và tỷ số sẽ là 3-1 cho các bạn ở trong kèo 22 cung đường AC. Ta sẽ đến ngay với trận chung kết sớm dành cho bộ đôi chim sẻ nắng chim mệnh ở kèo AC ngay sau đây thôi. Các bạn lên dụng sớm. Cảm ơn Boost VN với 5 số 3 đã donate cho anh đủ chim sẻ nắng nha. Chúc sẻ chiến thắng. Thank you anh. Ui, Ngọc Trinh chỉ trắng như này cùng đi. Cà này khó đấy. Sắm ngay mà em cần mới để test xem độ hiệu quả của chai nước tẩy trắng nhà Deliver nhá. Tôi đã ngâm cái quần với chất bẩn này nửa ngày rồi. Ui, cà này khó đấy. Đầu tiên anh em cho từ 3 đến 5 pump dung dịch này vào nước ấm từ 30 đến 40 độ nhé. Sau đó là chờ từ 7 đến 10 phút. Lưu ý là nhớ để riêng đồ trắng và đồ màu da. Với những vết bẩn cứng đầu hơn, nhỏ thêm 1 đến 2 dung dịch đậm đặc vào chờ thêm 3 đến 4 phút. Cuối cùng chúng ta xả sạch lại với nước. Có thể dùng nước xả vải để quần áo được mềm và thơm hơn. Ui, trắng như Ngọc Trinh luôn. Mấy cái vết bẩn như là cà phê này, vết mực này, vết rượu vang này đã không còn nữa. Tôi phải công nhận với anh em là chai nước tẩy trắng này hiệu quả đấy. Ngoài ra thì trong combo sạch thơm của nhà Deliver còn có chai nước xả vải, nước giặt đồ lót, nước giặt đồ trẻ em. Cuối cùng là chai xịt giặt khô. Với combo này thì anh em có thể mua về và sử dụng hoặc tặng mẹ, vợ hay là người yêu đều được nhá. Vâng, cảm ơn Mai Thanh Hải với 5 số 2 đã donate kim thủ chim sẻ nắng nhá. Thank you anh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo thôi. Linh mua hàng em ghi phần người ghi bình luận anh em ơi. Chào anh Đỗ Tuấn Ngọc nhá. Lâu rồi mới được xem sẻ đánh ở đây. Này đánh luôn đây. Không lập mạng cũ ơi. Rồi anh em đợi tí. Vào đây rồi. Mạnh lập mạng rồi. Chào Mạnh Tú nhá. Rồi bác sẽ đến với hành trình của những người đi gỡ anh em ơi. Kèo này bật lại với tỷ số 4-3 luôn chứ còn gì nữa. Cách biệt 2 trận thôi anh em. Thắng 3 trận thông là xong rồi. Không nghe. Và chúng ta vừa thua 3 trận thông, bây giờ chúng ta sẽ thắng 3 trận thông nữa là xong, đánh kèo sen luôn. Bật luôn, anh em cũng đồng ý là bật lại kèo đấu này không ạ? Ok, anh Đỗ Tấn Ngọc nhá, bật kèo này luôn chứ gì nữa. Anh em đồng ý bật kèo này có thể comment số 1 trong chat cho em thấy đâu không ạ? Anh em có tin là chúng ta bật lại kèo này được không ạ? Cày ghê. Sờ luyến với lôi lão hổ thì có cái gì. Bật lại 4-3 luôn. Cho anh em biết như thế nào lễ hội luôn. Bật đấy nhưng mà là bật công tắc. Bật tôm. Rồi chạy đây. Và sẽ đến ngay với trận đấu này. Trận thi đấu thứ tư giữa chim sẻ nắng chim mệnh và bộ đôi sơ luyến lôi lão hổ. Bật lại kèo này luôn chứ còn gì nữa. Nhiều anh em không tin thì phải cho anh em biết. Chúng tôi sẽ bật lại kèo này. Chào anh Phạm Quỳnh nhá. Chào anh em nhá. Ok ok. Gáy bẩn. Ok. Gáy bẩn kiểu gì nhở? Em gái bẩn đâu anh nói thế mang tiếng em qua. Chúng ta phải lạc quan, chúng ta phải tự tin chứ. Cây ghê. Bảo bật lại kèo này, quay sang bảo 98 chuẩn bị đi là thế nào. Rồi, đây rồi, ui bài này là bài móc binh rồi nhá. Bài móc binh rồi đấy anh em ạ. Làm vòng đi dò đến từ game thủ chim sẻ. Cây gỗ rất gần anh em ạ. Phải để 98 vào gõ à. Ok Lê Văn Phương ơi, một cánh rừng thông đẹp mắt cho bài đấu này rồi. Có hiêu có voi luôn, quả đầu đó chỉ là 7 cây đến từ cái thủ chim sẻ và sẽ có tình huống nhét dần với mỏ quả này. Đấy BG luôn. Ok bóng binh chưa, được chưa anh em? Hình như hôm nay mới có clip dạy anh em cách nhét dần đúng không nhỉ? Cái này chịu khó làm thầy lắm. Dạy câu voi, dạy ăn vàng, rồi dạy nhất cả dân. Yeah.
làm vòng đi dò thì bài đấu này. Một cánh rừng thông ở mặt sát mép bản đồ dành cho game thủ chim chạy đáng. Ôi mày quá, đấy là đôi sư tử rồi. Bài đã có voi và hươu luôn. Và đầu 7 cây luôn, rừng đẹp luôn. Rồi, gỗ đầu thì siêu gần dành cho game thủ chim chạy đáng. Đây là máy của game thủ Jim Min Chui Bệnh. Bệnh đang có quả phụ rồi và đang cần tìm đồ lùa về. Với bài đấu khép góc 12 giờ. Ồ, đây là một quả phụ đến Chui Bệnh. Chỗ này vẫn ăn được, vẫn 5 BG được anh em ạ. Quan trọng là đồ lùa về nó nằm ở đâu thôi. Hiêu đầu đâu rồi? Chưa thấy hiêu đầu anh em ạ. Đây rồi, như vậy đây là hiêu đầu Chui Bệnh khá là xa. Về tầm này thì mình nghĩ phải lùa về thôi. Vì ở khu vực này không thể đóng một cái bế chay để ăn với bầy hiêu ở đây được cả. Nó rất là tệ. Bạn sẽ cố gắng lùa bầy hiêu về, bầy hiêu 4 con. Mình nghĩ là sẽ xử lý được. Bài thiếu một đồ nên Chui Bệnh sẽ thiếu một đồ thôi. Đây là cái dụ chim sẻ. Bầy hiêu đầu 4 con đã được đưa về đây rồi. Giải quyết bầy hiêu này luôn. Ok. Ok. Hiêu voi. Thêm một con vực nữa. Thêm đầu nhìn gỗ đầu gần voi hiêu nhìn tưởng ngon mà bây giờ đang hơi ối trời ơi đấy anh em ạ. Góc này thì khung rộng này. VA đóng cao trên dốc này. Chuẩn bị cơ cấu chết FS đầu tiên. Đây là S đầu rồi. Đây là S đầu dành cho game thủ chim chạy đáng ở trận đấu này. Và anh nào vừa donate từ V8 đây. Cảm ơn anh Boonstorvn với từ V8 đã donate cho game thủ chim chạy đáng. Bật kèo em nhé. Ok anh luôn. Bật kèo luôn. Ui khoai quá anh, kèo chậm một để kèo xe ăn đấy. Anh Đào Tân ơi, kèo khê thế, ý trời ơi. Phần 4-3 nữa, căng quá anh trai ơi. Đây sẽ con voi đầu tiên đưa về dành cho bài đấu này của game thủ chim chạy nắng. Rồi giải quyết nó thôi. Dường như có thêm bầy hiêu ở mặt giữa anh nhà. Bài hai hiêu một voi thiếu tí đồ. Hải bình luận là auto bật nhé à? Ok anh, em cũng đang mong điều đó xảy ra đây. Bật kèo này luôn, nó không quan tâm đến kết quả kèo xeng nữa, nó phải dễ thở bao nhiêu. Rồi, cơ cấu chiếc bé nhân đôi tới từ game thủ chim chạy đáng để có thể xử lý bầy hiêu của mình. Trong cái con vực này có gì không? Không có gì cả. Bầy hiêu bên ngoài đang có 4 con thôi. Lại còn 2 hiêu 4, voi thì voi 1 con. Cày. Tránh Nguyễn Mạnh Hưng nha, chào anh em. Bầy hiêu đây rồi. Hiêu 5, ok. Có tí rau dưa. 2 bầy hiêu. Ây da, khó chịu nhá. Thèm đầu mắc binh bây giờ nhìn. Ôi dồi ôi quá. Rồi đập lô vậy. Cho chim bỏ quả giữa map. Đây là mệnh. Bài mệnh thì cũng đang có hiêu về. Có 2 quả phụ ở trận đấu này như vậy. Bài mệnh ok, kinh đời ở 80. 27 dân. Em đời rất bắc bình, tránh thanh hoàng nha tránh em. Vâng, và đến với trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà đi chợ Deliver. Một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ đáng studio. Deliver thấu hiểu và đồng hành cùng bạn trong cuộc sống hiện tại. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nhà đi chợ Deliver chúng tôi mang đến cho anh em sản phẩm. Đó chính là nước tẩy trắng với công nghệ điện phân mới. Chính là giải pháp cho tín đồ thích màu trắng. Đánh bay ô mốc, thâm kim lâu ngày, vết cà phê, vệt máu, an toàn, hiệu quả, không hại da tay, khử mùi hôi, khử trùng và diệt khuẩn. Anh em thể truy cập ngay theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Deliver. Đặc biệt chim sẻ nắng mà mình đã dùng sản phẩm tẩy trắng của Deliver nó rất hiệu quả anh em ạ. Với giá chỉ 59k một chai nước tẩy trắng này thôi. Anh em thể truy cập ngay theo đường link mình đã ghi phần bình luận anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Về đập lô giữa ăn đồ thấy màu quả nữa rồi, bài này sẽ đánh ở nhà thôi. Ai đây? Màu 8, sơ luyến cái này nhá. Sơ luyến là người cái này và mệnh sẽ gần nhà của màu 4 lôi lão hổ, nhưng mà đội bạn lên sớm quá anh em ạ. Hai nhà bên kia cùng lên sớm luôn. Đây là BM và đây là BA cộng 1 dân. Màu 4 trên 2 dân vẫn lên sớm đấy. Đây cái chỗ mỏ vàng này đội bạn bo cản mặt rồi này. Đây đội bạn tự bo rồi này. Bài sẽ kích 14x được á. Ui. Vẫn 14x được bài này anh em ạ. Rát nhờ. Bài này kích 14x. Đang chặt gỗ luôn. Vâng, anh em nhìn quả map này kích 14x được. Kẹt đấy. Thế thì chắc chắn là bật rồi anh em ạ. Đây là BB màu 8 này. Tí các bạn có thể đem BB đi công chúng ta ở mặt này. Vâng, màu 4 chết 2 dân thì còn âm 100 đồ. Thế là vừa phế vừa hút đồ đồng đội đấy à. Vâng, màu 4 đi dâng A lôi lão hổ rồi. Màu 8 đầu cánh chim sẻ rồi. 28 đó là thăm lại tại dành cho thủ chim sẻ nắng. Bây giờ cái mặt 9 giờ chúng ta có con vực và cánh rừng rồi anh em ạ. Chốt đơn luôn anh em. Ok. Rất nhiều anh em đã có mình chốt đơn đây rồi. Chốt đơn đi, chốt đơn nào này. Sao lại chốt đơn đi, chốt đơn nào nhiều này. Chết giờ, ông nào chạy sửa farm nhầm và pết xẻ rồi.
Các bạn có đẹp gái không là thế nào? Có đẹp gái là có đẹp gái là thế nào? Dạ. Ông nào chạy chạy spam vào đây rồi. Rồi rồi, nâng cấp bánh xe. Bài sẽ đi lời muộn nhất map. Để xem sẽ chống cái bài dâng của đội bạn như thế nào để truy bệnh nhá. Bài đẹp này đánh nhà đúng rồi anh. Đây bây giờ đi dâng đội bạn đây rồi. Nhốt được con dân nữa rồi. Đây, mệnh tự tin là sẽ chơi được màu 4 không cửa mệnh rồi. Ok. Đây đang bo BA màu 4 rồi. Rất khó chịu đây chứ mệnh, đã có bánh xe từ đầu tiên. Ê, bạn đâm kìa. Rồi. Chạy này. Rồi, chỗ đè đi. Khó chịu đi. Khó chịu nhờ. Rồi, cung đó ra kìa. Rồi, chúng ta có tân đầu rồi, bắn thôi. Tân đầu 2 con này. Rồi, 2 con ra muộn anh em ạ. Tân đầu ra có 2 con rồi, từ từ đã. Cái anh Phạm cũng thắng mới 50 sao đã đối với thủ chim sẻ nhá. Win nhé em, ok anh ơi, tránh Trung Nguyễn ạ. Và tham lai ở số đó chính là 35. Sao lại... Tân đầu xong 2 con, tân sau thì bủ 4 con. Ảo thế. Vâng, được rồi, nhưng mà cũng tạm thời đã thủ được trước người cầu 4. Và ta đến với mặt trận ở cái bên kia giữa chim nhà nắng và sơ luyến. Và điều được tốt đến chú bệnh này. Bên này đi sẻ đang có tham lai ở số là 39 và đang thủ mặt nhà BA của mình khi mà sơ luyến đang công lên. Một bài dường như là sẻ đánh 4A. Và sơ luyến cũng không phải là ngoại lệ. Cũng là 4A đến sơ luyến rồi. Điều thôi. Đấy, thắng trận này là cách biệt chỉ còn một trận. Trận sau 3 đều đánh chung kết thôi có cái gì đâu. Bật kèo này luôn. Tạm lại 42/52 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Mệnh vẫn đang tự tin thủ được ở cái bên kia, sẽ chỉ trượt dân ăn hiểu. Ok. Tạm lại đã ở số là 42 để game thủ chim sẻ rồi. Chúng ta cần có đó công nghệ ở gỗ 2 và tăng BA thứ 5. Trước game thủ sơ luyến, sơ luyến là đúng quân lỗi. Ăn được một con thôi, pha 7E nhưng mà không được đến từ chim sẻ phải chạy bấy hiệu này. Bấy hiệu ăn hoang ở giữa bản đồ đến từ chim sẻ nắng. Sơ luyến đã phát hiện ra. Mà cái thế nhà của sẻ rất khó công nhá, bởi vì nó long ngoang lắm. Đây là mệnh. Mệnh bên này tham lại là 41 rồi. Đáng thủ trước người cầm màu 4, kia màu 4 đi dâng A. Ok, anh Thiên Bồng Nguyên Soái ơi. Uầy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến từ anh ngược dòng cái gì? Ngược dòng thành công à? Ngược dòng thành công em nhé à? Ok anh. Các cụ ơi. Em gọi anh nhá. Siêu. Đấy, ngược dòng thành công luôn, siêu luôn. Được chưa ạ? Bắn luôn, màu 4 không cửa mạnh rồi. Sẻ bên kia sao rồi? Sẻ đã bắt đầu tách quân đi bắn vào cơ sở của người cầu 8 sơ luyến và ở nhà vẫn đang yên ổn. Thế trận như thế này đến mọc máy nhà đội bạn là hiệu quả quá rồi anh em. Vẩy cây gì? Vẩy cây gì? Té luôn, chưa nâng được gỗ 2, vẫn đang chặt gỗ 1 thôi. Còn đây là dân của sơ luyến đang vẩy bắt quân chim sẻ những cung lờ lẻ bên ngoài. Nâng cấp gỗ 2 và màu 4 lại một cung lờ tạt sang bên này. Một con nhỉ? Tôi nghĩ là tạt phải tạt nhiều hơn đấy, nâng lại gỗ 2 đi chim sẻ thôi. Quan trọng là bắt cái tơn ở nhà đi thôi, hai dân ra đập cung lờ ít máu. Rồi gãy. Và tham lai là 56 đấy, người thủ chim sẻ. Đây là cánh rừng của đối phương, các bạn đi vòng ra ngoài chúng ta phải lùi quân ngay. BA thứ 5. Rồi lại vòng ra mặt sau nữa, móc tiếp. Nhà sơ luyến cũng rất rộng. Và màu 4 cái kia đã thua chuyện vậy rồi. Cái này sẽ móc vào ruộng, màu 4 là... À màu 8 là thắng rồi. Đấy, thủ nhà đeo đục e kìa. Lọt chưa, đau chưa. Giữa ruộng chính luôn, được chưa anh em? Được chưa ạ? Rồi, các cú ơi. Đây rồi. 2-3 trong buổi tối game này dành cho chim nhà nắng và chim bảy. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây rồi. Ba đều đánh chung kết nào. Không nghe là lại không nghe. Bài đẹp anh em ạ. Ui, Ngọc Trinh chỉ trắng nghe cùng đi. Cà này khó đấy. Sắm ngay mà em cần mới để test xem độ hiệu quả của chai nước tẩy trắng nhà Deliver nhá. Tôi đã ngâm cái quần với chất bẩn này nửa ngày rồi. Ui, ca này khó đấy. Đầu tiên, anh em cho từ 3 đến 5 pump dung dịch này vào nước ấm từ 30 đến 40 độ nhé. Sau đó là chờ từ 7 đến 10 phút. Lưu ý là nhớ để riêng đồ trắng và đồ màu da. Với những vết bẩn cứng đầu hơn, nhỏ thêm 1 đến 2 dung dịch đậm đặc vào và chờ thêm 3 đến 4 phút. Cuối cùng, chúng ta xả sạch lại với nước. Có thể dùng nước xả vải để quần áo được mềm và thơm hơn.
Ui, trắng như ngọc trinh luôn. Mấy cái vết bẩn như là cà phê này, vết mực này, vết rượu vang này đã không còn nữa. Tôi phải công nhận với anh em là chai nước tẩy trắng là hiệu quả đấy. Ngoài ra thì trong combo sạch thơm của nhà Deliver còn có chai nước xả vải, nước giặt đồ lót, nước giặt đồ trẻ em. Cuối cùng là chai xịt xả khô. Với combo này thì anh có thể mua về và sử dụng hoặc tặng mẹ, vợ hay là người yêu đều được nhá. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ đến trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi. Nước tẩy trắng mà anh em. Anh bảo tẩy quần áo màu đấy. Nào, yes, ba đều nào, ba đều nào. Hôm nọ gặp em Hải ở quán rượu tự do rất chi là ok. Cảm ơn anh Định rất nhiều nha, thank you anh. Anh gặp em ở quán rượu tự do nào đấy anh? 68 Láng Thượng ạ. À? Vâng, đây là 68 Láng Thượng hay là ở 21 Nguyễn Tuân nhỉ? Hình như anh Định ở gặp ở 21 Nguyễn Tuân đúng không ạ? Nào vào đi dò thôi, máu 2, quả đầu đây. 7 cây luôn. 6 cây à? Hơi ảo một tí anh em ạ, 6 cây thôi. Đây là mỏ cờ đầu dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. DG. Rồi, quan trọng đồ ăn ở trận đấu này như thế nào thôi. Làm vòng đi dò nào. Đây là mỏ cờ đầu dành cho game thủ chim sẻ. Chúng ta có một máy của game thủ chim mệnh. Với một bài đấu đang có mỏ cờ đầu đó chính là 7 cây và một bầy hiêu. Dừng rú đây rồi. Như vậy là không có mỏ quả đầu xấu dành cho cả hai game thủ. Ăn được hết. Nếu bước vào đầu tiên đây chuyên mệnh. Sáng nay mệnh chỉ trượt yếu thôi à. Như là có quả phụ luôn rồi thì phải. Đấy, quả phụ này. Khéo mà, bảo có quả phụ luôn. Cả mấy Phạm cũng thắng với 50 sao đã đốn hết game thủ chia sẻ nhá. Thắng tiếp đi nào, ok anh. Đây, bấy hiêu đầu đây, lùa nó ra. Gần với mỏ đá này lại là hiêu 7 luôn ạ. Bây hiêu 7 có quả phụ rồi, tránh tô hiệu cho anh em. Bật thôi, còn gì nữa anh em. Lạc quan lên cái cụ ơi. Bài sẽ dừng rú tất le đây rồi. Bây hiêu đang cố gắng xử lý ra. Lùa được con nào về thì lùa, không thì đóng hết cho đôi hết. Thêm vòng đi dò. May quá Hải không nhận kèo. Ok, nào Ngọc Tuân ơi, đã thắng đâu anh. Không thể chắc chắn được, chưa nói trước điều gì đâu. Mặc dù em lạc quan vậy thôi, nhưng mà trong lòng em đang lo lắng lắm. Mặt thì nở nụ cười, nhưng mà trong lòng thì tràn đầy nước mắt đây này. Rồi, luôn mấy hiệu này về. Một bài đấu đang có hiệu đầu 4 con thôi, thủ chim sẻ dừng rú quanh nhà. Không biết là đồ ăn tiếp theo nó đang ở đâu và đang có thế bài như thế nào. Đánh Đình Dũng nhá, tránh Nguyễn Thắng nhá. Sẻ tới thật là Doãn Chí Bình nha anh ơi. Có thêm con voi nữa rồi, ông Đào Thành nãy giờ toàn gạ độ kèo, xin phép là ban chat luôn này. Gạ độ này, lừa đảo này. Cầm luôn. Ba voi, bầy hiêu đầu, tới từ cái vụ chim sẻ nào. Đừng cố bỏ quả, có thêm bầy hiêu nữa bên ngoài rồi, nhưng mà nếu như mà có quả phụ thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và đây sẽ có voi đầu tiên đưa về. Ba câu voi thì anh chim sẻ đang loang loang. Ad đầu sẽ đóng ra bên ngoài này. Đóng ở mặt kia thì dễ bị đối phương đó là đứng sau rừng tỉa vào, bị móc máy, nên ta đóng bên ngoài này thôi. Đang nhét dần và tập trung với con voi. Vừa câu voi vừa cơ cấu trên nhà BS, thành công. Voi về cũng ok luôn. Tránh Nguyễn Hiến nhá. Mệnh ơi, bài sao rồi? Mệnh đang có hiêu đầu quả phụ ad đầu thiết kế ở đây. Nói chung là cũng chấp nhận được. Ngoài ra thì cũng không thấy đi dò nữa, chắc là đủ đồ rồi thì mới không đi dò nữa chứ đúng không ạ? Hiêu đầu 7 con, quả phụ rồi. Đây, chắc là có quả nữa rồi. Cái cảnh này thật quen thuộc rồi. Vâng, và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trong trận đấu này thì chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nhà đi chợ Deliver, một đơn vị đang kết hợp cùng chim sẻ Nắng Studio. Nhà đi chợ Deliver chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay mang đến cho anh em sản phẩm nước tẩy trắng với công nghệ điện phân mới, giải pháp cho tín đồ thích màu trắng, đánh bay ô mốc, thâm kim lâu ngày, vết cà phê, vệt máu, an toàn, hiệu quả, không hại da tay, khử mùi hôi, khử trùng và diệt khuẩn. Anh em có thể truy cập ngay theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Deliver với giá chỉ 59k cho chai nước tẩy trắng này thôi. Rất tuyệt vời và cực kỳ là rẻ cho anh em rồi. Hy vọng anh em ủng hộ cho nhà chợ Deliver chúng tôi nha. Đây, bây giờ ở S nhân đôi nữa thì chim sẻ rồi. BA chắc sẽ đóng gần thì BS này luôn. Thì nữa bảo kê. Lệch lệch ra giữa bản đồ một tí. Dừng dân kích đời 280 với bài 27 dân. Bây giờ sẽ là bây giờ nữa ở S3. Ba voi ba hiếu, trời ơi. Giống như anh em mà xếp binh ấy, nó hay có câu là ba đao ba nơi. Đôi hai đôi ba đôi bốn.
Ôi giời ơi, bài bà nào đấy thì chém nhau thì tôi nói thật với các bạn luôn. Chắc chắn là sập làng. Mệnh đây, binh thủ đây. Nó đã di chuyển ra mặt máy của binh thủ truy mệnh nha anh em nhá. Đấy, mấy anh em vừa đợt vừa rồi đi quan lạng đấy, quây quần kỹ lắm. Đây là binh thủ truy mệnh. Bài hay hiệu hay quả. Sảnh rồng, đấy bảo sảnh rồng đấy. Được kể rồi, yên tâm, có báo cáo chi tiết đến từ Call of Duty rồi. Như vậy bộ 7 dâng A 15% anh em ơi, đó chính là lôi lão hổ. Trong trận đấu này lên đời rồi nhá, lên đời rất sớm đấy. Ở đây có anh em nào biết cái bộ môn xếp binh không ạ? Kiểu ba đao ba nơi đấy. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện để cái thủ đi bên truy bệnh. Là nước tẩy trắng đấy anh ơi, tẩy đồ màu đâu anh ơi. BA, BM và mệnh kích đời ở 14x cũng khá là ok rồi. Sẻ thì cũng tầm 14x đấy thôi. Đây, chim sẻ nắng với bài 27 tấn cộng 1 thì cũng hay. Gọi là mỗi cái biết một tí. Nó bằng bạn bằng bè gì. Sao con hiêu lại chết ở cái vị trí nó lại ôi trời ôi này nhỉ. Ảo à. Rồi, cơ cấu ra ruộng thôi. Ây à, cù ba đao thì khỏe quá. Bài cù ba đao là kiểu gì cũng sẽ tóm được một bé rồi. Không, em thích cầm những cái bộ bài gọi là củ sảnh đầu đôi hơn. Đầu đôi to. Hiểu, lắc lắc được cái sảnh ở giữa là khỏe lắm rồi. Cả bài củ sảnh đầu đôi là mắc binh. Và như vậy các bạn lại dâng game thủ truy bệnh rồi, đây là máy truy bệnh. Ơ? Máy mệnh bị đơ mất rồi. Như vậy là chúng ta không thấy được máy truy bệnh nữa. Không hiểu sao tôi lại không kết nối được máy bệnh nữa anh em ạ. Trận này chúng ta chỉ xem là máy xẻ thôi. Cái gì nhở? 7 siêu sớm nhá. Hôn thế bao giờ mới chết à? Đờ mờ hỏi không trả lời, kinh thường nhau à? Anh hỏi lại giúp em với ạ. Ơ? Máy xẻ cũng đơ luôn. À nhưng mà đây là đơ chung. Anh em đợi tí. Cù giải tán là bài đó, gọi là chống cháy rồi đấy. Anh đã gặp những bài mà không được khóc nó xếp quả sảnh giải tán chưa? Khả năng bị đít con nick anh em ạ. Máy xẻ đít à? Máy mệnh có vấn đề đứt view luôn mà. Rồi như vậy mệnh bị đít con nick rồi, chúng ta phải đánh lại trận đấu này thôi anh em ơi. Cày thế. Bài đang nhìn ngon ngon này lại đi con nick anh em ạ. Chúng ta sẽ chờ đợi trận đánh lại ngay sau đây anh em nhá. Ui, đây để view lại cái. Cùng gì? Cà này khó đấy. Em đi xem máy đi. Sắm ngay mà em cần mới để test xem độ hiệu quả của chai nước tẩy trắng nhà Deliver nhá. Vào 4 nhá. À 3 hay 4 gì đấy. Tôi đã ngâm cái quần với chất bẩn này nửa ngày rồi. Ui, cà này khó đấy. Đầu tiên, anh em cho từ 3 đến 5 pump dung dịch này vào nước ấm từ 30 đến 40 độ nhé. Sau đó là chờ từ 7 đến 10 phút. Lưu ý là nhớ để riêng đồ trắng và đồ màu da. Với những vết bẩn cứng đầu hơn, nhỏ thêm 1 đến 2 dung dịch đậm đặc vào và chờ thêm 3 đến 4 phút. Cuối cùng, chúng ta xả sạch lại với nước. Có thể dùng nước xả vải để quần áo được mềm và thơm hơn. Ui, trắng như Ngọc Trinh luôn. Mấy cái vết bẩn như là cà phê này, chất mực này, chất rượu vang này đã không còn nữa. Tôi phải công nhận với anh em là chai nước tẩy trắng là hiệu quả đấy. Ngoài ra thì trong combo sạch thơm của nhà Deliver còn có chai nước xả vải, nước giặt đồ lót, nước giặt đồ trẻ em. Cuối cùng là chai xịt xả khô. Với combo này thì anh không thể mua về và sử dụng hoặc tặng mẹ, vợ hay là người yêu đều được nhá. Ok anh em đợi chút để chuyên bệnh có thể reset máy nha anh em nhá. Em cảm ơn anh Kelly Sơn nhá, em đã nhắn tin vào Facebook cá nhân của anh rồi đấy ạ. Anh có thể check tin nhắn chờ anh nhá. Thế nên hợp tác quảng cáo thì anh gặp em là đúng bài rồi. Gì thế anh Đinh Văn Giáp ơi, quảng cáo thì anh em phải vui chứ. Có quảng cáo, có em nhà tài trợ thì có tiền trả lương anh em game thủ đi này. Đánh keo phục vụ các cụ được chứ. Được trận bài đẹp lại đít. Nhưng mà cái máy này khả năng phải báo kỹ thuật kiểm tra lại đây cụ ơi. Máy này, đúng rồi, chính cái máy đấy nó hay bị
Anh em đợi chút, mệnh đang vào lại đây rồi. À, chào Đạt nhá. Ô, anh nào vừa donate 30k này. Cảm ơn anh nào vừa donate 30k nhá. Thank you anh. Ờ, để tí anh nhắn. Bây giờ tìm khó quá. Chào anh Phạm Hoạch. Join me. Rồi, cập nhật một tí. Xẻ tập mạng đây rồi. Xong rồi. Anh làm gì đâu có người yêu. Rồi, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu tiếp theo anh em nhá. Hành trình mọi người đi gỡ. Bật rồi. Trận này ba đều trận giao đánh chung kết thôi. Yes. Dạ không anh Hiến ơi. Hôm nay đi thêm cân nữa. Hôm trước 2 cân, nay 2 cân thôi. À, nay cân thôi. Tránh Giang Nguyễn nhá. Rồi, bây giờ với trận đấu này, đây là màu 2 dành cho game thủ chim sẻ. Trận chung kết tiếp theo dành cho game thủ chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay trên hành trình của những người đi gỡ. Những bước giao đầu tiên quả đầu 7 cây thẳng tắp rồi. Bắc bèo luôn. Cơ cấu chết cho BG để có thể khai thác một quả này dành cho game thủ chim sẻ nắng. Thế lôi lôi anh em nhá, anh em chăm chim like một xe. Sư tử lùa hiêu về, chưa đến nhà chính nằm xuống rồi. Đây là máy của game thủ chim bệnh. Bệnh thì đang có một vài đấu quả 7 gỗ đầu hơi xa dành cho bài đấu này. Làm vòng đi dò để xem đồ ăn đồ uống như thế nào cái. Đồ lùa về đâu. Tránh cường mua beo nhá. Hello anh Giai. Vâng, cảm ơn anh em ghét linh liền với năm số 1 đã donate game thủ chim sẻ nắng. Sau kèo AC chúng ta có một kèo xiang nữa anh em ạ. Voi đây rồi. Hay quá, ba con đấy. Nhìn đống ba voi rồi đấy. Rừng đẹp luôn. Ok. Hiểu. Tôi bạn đang theo dõi màn máy của Lôi Lão Hổ và không soi máy chúng ta. Và trong khi đó thì tôi nhận được thông tin đó là chim sẻ nắng sẽ đi dâng Nga. Nên khi nào sẻ có quân tôi sẽ quay trở lại màn máy game thủ chim sẻ anh em nhá. Em trái quang anh ạ, trái anh em. 33 sẽ là sẻ mệnh và 98 nhé các bạn ơi. Bầy yêu đầu đã có hai cánh rừng ở phía sau nhà rồi. Một thế bài cũng khá đẹp dành cho Vinny chim mệnh để cơ cấu bài đánh chắc nhà. Và theo tin nhận được tới từ các game thủ chúng ta đó là chim sẻ nắng sẽ là người đi dâng Nga trong trận đấu này anh em ạ. Một lát nữa ta sẽ chuyển sang màn máy game thủ chim sẻ nắng sau. Anh em đợi chút mình gửi cái báo giá cái. Ok, như vậy là bầy hươu đầu đưa cái thủ chuyên bệnh đưa về nhà chính nhà mình một cách thành công rồi. Bài đang có được ít nhất là 2 voi hiệu bầy hươu. Đang tìm nốt mỏ quả và dò về mặt 3 giờ để xem cơ cấu kín như thế nào. S đầu chắc là lắm trong này rồi. Để xem có 3 giờ dễ cơ cấu kín hay không, mình nghĩ là với những cái rừng này thì ok. Đấy, mình bảo rồi, lúc này là 3 voi rồi. Trong này có một quả nữa, ở giữa hai cái rừng này là mắc của mắc. À, có hươu luôn, ok. Bài đã đủ nhá. S nhân đôi ăn cả hươu cả gỗ trong này luôn, bài 2 hươu 3 voi. Hợp xử lý luôn tới đưa vitamin chưa vậy. Đó, bài đấu này thì mình nghĩ là thoải cả máy. S đầu thiết kế rồi, S2 nhân đôi cũng chưa muộn. Ban voi bên ngoài nữa, mắc tinh quá rồi. Vẫn phải check lại cái góc 3 giờ này để xem là có con sót bỏ quả trong này hay không. Bấy yêu phụ 6-7 con luôn. 6 con. Ok, 7 con. Nét. Tránh hùng phú thọ nhá. Trận trước bị đít con đấy anh em ạ. Nên chúng ta phải đánh lại trận đấu vừa rồi. Mình nghĩ là lùa bầy hươu này về cái rừng ở mặt 3 giờ đúng rồi. Thì chúng ta sẽ không phải đóng một cái bếp nhân đôi ở bên trên này. Khi mà đóng BS nhân đôi ở bên trên này thì dễ bị đối phương đứng sau rừng một tỉa vào ấy anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ đóng cái BS ở bên dưới về hẳn góc 3 giờ luôn, bởi vì chúng ta sẽ bo BB ở mặt đó rồi. Đấy, BB với cả dãy BE là kín cái mặt từ 12 giờ xuống. Là có bị móc thì chúng ta cũng không bị móc vào những mỏ gỗ. Kiểu tách một vài con cung bắn ấy rất là khó chịu. Chào anh Khang Bảo Phi nhá. Chào anh nhà xe Quảng Đông. Đấy, bây giờ sẽ đưa về đến từ Vitamin Truy Bệnh. Tí vào đây lại có thêm cả con sư tử ở đây nữa thì nhúp luôn. Và như vậy theo thông tin tôi nhận được đó là game thủ chim sẻ sẽ đang có một bài đánh ít dân và dâng Nga trận đấu này để có thể khuôn mình kết biệt 3 đều trước khi đến với trận chung kết. Trước mắt chúng ta phải làm được điều đó đã.
muốn chuyển sang bạn máy sẻ quá rồi, nhưng mà do sẻ dâng hàng nên tí chuyển sau. Và trước khi đến với những gói giáp xanh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu bạn về nhà chợ Deliver, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Deliver thấu hiểu và đồng hành cùng bạn trong cuộc sống hiện tại. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Deliver mang đến cho anh em sản phẩm nước tẩy trắng với công nghệ điện phân mới, giải pháp cho tín đồ thích màu trắng, đánh bay ô mốc, thâm kim lâu ngày, vệt cà phê, vệt máu, an toàn, hiệu quả, không hại da tay, khử mùi hôi, khử trùng và diệt khuẩn. Đặc biệt, anh em dùng các loại nước tẩy trắng khác thì hay gặp phải hiện tượng có mùi da ben, nhưng mà riêng nước tẩy trắng Deliver thì không có. Và giữa các trận thì chúng ta đã chứng kiến một video mà sẽ trải nghiệm sản phẩm của nhà chợ Deliver với loại nước tẩy trắng này. Và giá chỉ có 59k thôi. Anh em thể truy cập ngay theo đường link mà em đã ghi phần bình luận để sở hữu chai nước tẩy trắng của Deliver anh em nhá. Rồi, quay trở lại với trận đấu này. Hãy quên nốt mấy con heal dành cho Vitamin truy bệnh cái đã này. Ok, heal về đây rồi. Tránh thiên bình nhá. Rồi, chào Hải đẹp trai nhất định bóc bộ luôn. Ok anh. 27 dân, xẻ đánh 25 dân thôi, lên đời rồi. Bài dâng A đến từ cái đủ chim sẻ luôn. Được chưa? Thế là chắc dạng ở gần đây nó mới tăng giá lên 80k anh. Anh đùa đấy à, cay đấy. Rồi mệnh cái đời 1440 luôn. Bài 27 dân cộng 1. Bài 3 con voi và 27 hiêu. Quả đầu 7 cây, mắc beo. Thế nhà dễ khung kín. Bốn luôn chưa lên đời cơ. Bốn lên muộn đấy. Lối lão hổ là bài lên muộn ở trận đấu này anh em ạ. Cơ hội để chúng ta khuôn mình ba đều đến đây rồi. Đây đang cơ cấu xóa ruộng dành cho Vitamin truy bệnh. Phải ruộng rất là sát và đẹp. Bài đánh 25 sẽ 25 dân của sẻ thì chắc là bạn sẽ biết là sẻ đi dâng A rồi. Một lát nữa chúng ta sẽ chuyển sang bàn game thủ chim sẻ để xem là sẻ dâng A vào đâu và dâng A vào nhà nào. Ô, có một người dâng A bệnh nhá. Bây giờ tiếp theo đến từ Vitamin truy bệnh. 8 sơ luyến đi dâng A đây rồi. Đang ra xem là ai. Ở đấy chỗ này 4 voi này. 8 dâng A này. 4 lên muộn nhá. Đây BA đây. Rồi vậy bo BA 18 lại đã. 3 đến truy bệnh rồi, các đến máy chim sẻ nào. Đây là BA của game thủ chim sẻ. Đấy dân màu 8 bên phía nhà sẻ. Ở đây nhà chim sẻ nắng này. Bài dâng an hoang 4A vườn nhà mùa 4. Lôi lão hổ mình nghĩ là sẻ sẽ giải quyết được mùa 4 lôi lão hổ thôi. Với bài đấu mà lên sớm như thế này. Tân đầu tiên rồi. Đây có thêm bầy hiêu nữa đi ăn thôi. Chốt e chốt ủng các kiểu đà điểu. Vâng, như vậy là sẻ đang phải xin chuyên mệnh tơn gỗ. Bởi vì chúng ta sẽ phải đóng thêm một cái BS nữa để khai thác bầy hiêu ăn hoa. Tơn tiếp theo là vào thôi. Một con ra hơi muộn tí. Ôi bo rồi, đi vòng nào. Rất khó chịu với tình huống đi bo cản mặt tới từ cái 14 và sẻ đang bắt đầu đi vòng để công nhà đội bạn. Một vài chiếc ruộng nhà và ăn hoang bầy hiêu giữa map. Đây rồi, BA 14 chưa bánh xe 7 e thôi. Vâng, vừa có bánh xe tới từ cái 14, bắn luôn. Tránh Phạm Thế Anh nhá, tránh anh em. Vâng, lấy dân vụt tới từ màu 4 đó chính là game thủ lôi lão hổ. Cung đờ sẽ đang chưa giáp điều quân nào. Mất một cung đờ rồi. Nhưng ăn được rất nhiều dân màu 4. Bắn tiếp vào màu quả rồi bạn. Chưa thấy màu 8 bắn chim sẻ luôn. Ờ, giữa bản đồ, bắn được kìa. À, dân nó đập ạ. Lão. Rồi, ốp luôn tên này. Giật thì cũng quýt thôi, còn gì nữa, quýt chưa. Vâng, vác dân ra vụt tới từ màu 8. Mệnh sẽ thủ được màu 8 thôi. Và tỷ số là 3 đều trong buổi tối game này được chơi game. Siêu 566 đến từ anh Đức đã donate cho cái đủ chim sẻ nắng luôn. Thank you anh rất nhiều. Em chào anh Nguyễn Đức Mạnh nhá. Hello anh Dài. Và thank you có trận chung kết trong kèo đấu này ngay sau đây thôi các cụ ơi. Bật nào. Ui, Ngọc Trinh chỉ trắng nghe cùng đi. Cà này khó đấy. Sắm ngay mà em cần mới để test xem độ hiệu quả của chai nước tẩy trắng nhà Deliver nhá. Tôi đã ngâm cái quần với chất bẩn này nửa ngày rồi. Ui, cà này khó đấy. Đầu tiên,
anh em cho từ 3 đến 5 pump dung dịch này bằng nước ấm từ 30 đến 40 độ nhé. Sau đó là chờ từ 7 đến 10 phút. Lưu ý là nhớ để riêng đồ trắng và đồ màu da. Với những vết bẩn cứng đầu hơn, nhỏ thêm 1 đến 2 dung dịch đậm đặc vào và chờ thêm 3 đến 4 phút. Cuối cùng, chúng ta xả sạch lại với nước. Có thể dùng nước xả vải để quần áo được mềm và thơm hơn. Ui, trắng như ngọc trinh luôn. Mấy cái vết bẩn như là cà phê này, chất mực này, chất rượu vang này đã không còn nữa. Tôi công nhận với anh em là chai nước tẩy trắng này hiệu quả đấy. Ngoài ra thì trong combo sạch thơm của nhà Ladybird còn có chai nước xả vải, nước giặt đồ lót, nước giặt đồ trẻ em. Cuối cùng là chai xịt xả khô. Với combo này thì anh em có thể mua về và sử dụng hoặc tặng mẹ, vợ hay là người yêu đều được nhá. Ok anh em ơi, và tôi sẽ đến ngay với trận đấu chung kết trong kèo 33 xin chào các bạn, kèo 22 ACN buổi tối ngày hôm nay. Khi mà tỷ số được quy định là 3 đều rồi. Đồn lên không thấy thông báo à? Đợi tí anh Trường Giang này, chắc là trôi bắt rồi đây anh ạ. Cả anh Vũ Anh Tâm nha, cả anh Nguyễn Đức Mạnh nha. Ok anh ơi. Nào, bật lại kèo này nào. Bị dẫn trước 3-1 và chúng ta gỡ hòa 3 đều rồi. Thắng trận đầu nhưng thua 3 trận thông anh em ạ. Cày ghê. Yes, go, please. Rồi, đây là một máy thủ chim sẻ với màu 2 ở góc 2 giờ hai nhà rất là gần nhau, thủ nhà nhau sẽ rất là dễ thôi. Nếu mà có hai dân Nga thì xin phép được kết hợp luôn. Tránh Nam Tổng nha, cho anh em. Đây là một cánh rừng dành cho bài đấu này. Quả đầu 1, 2, 3, 5, 6, 7 cây. Mark Bell, gỗ đầu gần rồi. Rừng đẹp rồi. Đóng đây à? Đóng lệch sang bên kia tí không? Rồi, sẽ quyết định đóng BG đầu ở đây. Đây là cái BG đầu đến từ cái thủ chim sẻ với mỏ quả đầu 7 cây. Chào anh Lê Hồng Công nhá. Tiền hay đấy, Hồng Công nhá. Đây là màn máy của Vitamin Chim Bậy. Đang soi tham một tơn. Bài mệnh đang có quả đầu 6 cây rồi. Nền đất bán sa mạc, gỗ đầu thì có một cây gần, còn cây tiếp theo nó là xa. Quan trọng nhất vẫn là đồ ăn thôi anh em ạ. Bài phải đẹp, lực phải khỏe. Đánh nó mới tự tin được. Về cơ bản, cái trình độ điều R của cả Chim Bậy và Chim Sẻ Nắng đều không thua kém gì bộ đôi bên kia cả. Tôi mong chờ những bài đấu đẹp, lực khỏe. Ai chậm dần không? Không ai chậm dần. Sao đồ nếp không hiện đâu? Ok Vũ Duy ơi, chắc là lúc mà bật quảng cáo thì nó hiện mất rồi ấy. Nó trôi mất rồi, anh thử quét lại cái cho mới hiện đâu ạ. Đây là bầy hươu đầu đến từ chim sẻ. Một bầy hươu hướng về mặt 3 giờ và sẽ được đưa về. Mặt 12 giờ có thêm quả phụ mấy con voi nữa thì tuyệt vời quá. Vừa hiểu về cái nào, chào bạn Văn Ninh nhá. Trong mặt 3 giờ có quả phụ này, mặt 12 giờ này cũng có mấy con voi đấy. Đây, đúng ý nhà thờ đây, một con voi rồi. Chỉ mấy con nữa nào. Sẵn 100k rồi, cố lên à. Ok, Thiên Bồng Nguyên Xoái ơi. Là vòng đi dò. Một cái rừng to nữa trên mặt 12 giờ dành cho anh thủ chim sẻ. Ê, các cú ơi, đây rồi. Ba voi rồi. Xin mỏ quả nào. Vâng, một lát nữa rồi về mặt 3 giờ sẽ thấy mỏ quả nữa là mắc của mắc. Thậm chí thấy hai mỏ quả mặt 3 giờ này nhường cho mệnh một mỏ nữa luôn. Anh em bắt đời cho nó cháy. Tránh tiến PB nhá. Rồi, bắt đầu dò về mặt 3 giờ này. Mặt 3 giờ lại có vực nữa này. Anh em chú ý báo nhau con vực này để xem cơ cấu mặt giữa nhà như thế nào. Có bầy hiêu giữa nhà luôn. Đấy, về cơ bản là đủ đồ rồi. Xin mỏ quả nào các cụ ơi. Cắn răng cắn cỏ lạy trời lạy Phật lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Lệnh chư Phật mười phương, con xin bỏ quả nữa thôi. Thế thôi. Đây là S đầu. Và bắt đầu câu voi tới từ cái thủ chim sẻ rồi. Vừa câu voi vừa câu chim sẻ S đầu. Dân đã được mưa mang ra để có thể khai thác S đầu đây rồi. Dân ăn gỗ ở nhà thì nó hơi xa. Dừng phi con voi này vừa. Rồi giải quyết con voi này thôi. Đóng E nào. Thiếu 10 gỗ. Vâng, xin bỏ quả để cho con sư tử thế này. Cày ghê. Ôi lùa bầy hươu này về gần rừng nó mới nhân đôi thôi. Mình nghĩ là lùa được về cái cánh rừng mặt 3 giờ là mắc binh nhất. Không lùa về trên này, bởi vì lùa về 3 giờ nó hơi xa. Như vậy chúng ta sẽ ép đời bài 2 voi 3 hươu. À 2 hươu 3 voi, sorry các bạn, ngược. Mệnh sao nhở? Đây là mệnh, ép đầu thiết kế. Ây à, gặp mấy ông không lên đời này chắc chắn bài đẹp rồi. Bài đang có 3 voi bầy hươu đầu đến từ chư vậy. Như vậy là cả hai nhà đều 3 voi và bầy hươu đầu. Nhưng mà mệnh thì không đưa được hươu về, nhưng mà mệnh lại có quả phụ. Em khó chịu chứ nè. Được rồi, các cụ chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sắp lấy lại tất cả những gì đã mất rồi anh em ạ. Đội bạn thắng 3 trận thông thì chúng ta cũng vậy. Nhưng mà quan trọng là thắng chung cuộc. Sẽ bắt đầu câu voi, anh em tập trung những gì muốn câu voi. Tầm này thì chỉ có thể là cù thôi anh ạ. Cù nhá.
S2 nhân đôi ăn cả hiệu gỗ, một con hiệu chết hơi lỗi. Đề nghị chim trẻ đáng cần phải nắn nót hơn sau khi uống xử lý bầy hiệu của mình. Vì con hiệu lỗi như vậy là không chấp nhận được. Ảnh hưởng đến nguồn lực. Cố lên nào anh em ơi, chung kết rồi. Không thể không sao được. Và trước khi đến với những con giao tranh ở trận đấu này, em xin giới thiệu bạn về nhãn hàng Deliver, một đơn vị đang đồng hành cùng chim trẻ đáng studio. Deliver thấu hiểu và đồng hành cùng bạn trong cuộc sống hiện tại. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Deliver mang đến cho anh em sản phẩm nước tẩy trắng với công nghệ điện phân mới, giải pháp cho tín đồ thích màu trắng, đánh bay ô mốc, thâm kim lâu ngày, vết cà phê, vết máu, an toàn, hiệu quả, không hại da tay, khử mùi hôi, khử trùng, lại còn diệt khuẩn nữa. Đặc biệt là anh em có thể thấy là các bạn dùng những cái sản phẩm nước tẩy trắng khác thì hay có mùi da ben, nhưng Deliver thì không. Đấy, an toàn, không hại da tay nữa. Giá thì 59k cho một chai nước tẩy trắng. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Anh em để truy cập ngay theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận để sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Deliver chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta đã có thêm mỏ quả nữa rồi. Gọi là có tí quà quê rồi. Mình nghĩ là BA sẽ đóng ở hướng lên 12 giờ đấy, chim sẻ đây gần mỏ quả này. BB BM bo mặt giữa bản đồ này không? Đây BB đây rồi, BM ở đây luôn. Đấy. Hợp lý chưa? Đấy, BA đóng gần mỏ quả luôn. Có tí quả quê gỗ thừa rồi, thực cũng thừa rồi. Bài cộng 1 dân, thêm dân là đóng A. Và 14 dân A. Sơ luyến. Đây là mệnh. Mệnh đang vẩy E để có thể bắt dân A. Sơ luyến, nhưng sơ luyến đã vẩy E trước rồi. Nhưng mà có vẻ như sơ luyến kích đời muộn hơn mệnh đúng không? Bài sơ luyến lên đời muộn hơn mệnh nhiều. Thoải mái đấy. Lâng chặt gỗ cái. Như vậy là đánh thế solo, nhưng mà chưa chắc nha. Mệnh hoàn toàn có thể bị, đó chính là màu 7 đẩy lên cùng. Dâng đúng cánh chứ đúng không? Màu 4 dâng đúng cánh đúng không? Dâng xa 9 giờ, không dâng đúng 6 giờ mà đi hẳn với 3 giờ, dâng mới kinh chứ. Có chịu thật. Đây là game thủ chim sẻ. Như vậy là thế solo đấy, màu 4 dâng A đúng cánh rồi. Nếu mà mệnh phải kê được, sẻ phải xem có kê được cái mặt ở giữa nhà không thì đẹp quá nhờ. Em ít sang lắm anh Tuyến ơi. Và thông tin báo về là Lôi Lão Hổ là người lên đời siêu muộn ở trong trận đấu này nữa. Hay quá rồi. Chung kết mà các anh còn nhảy dây thế này thì áo. Tăng A thôi. Đây là BA tiếp theo thành đối thủ chim sẻ. Bảy lên đời muộn. Ôi, có thêm cả voi lên nữa này. Giò tí nữa, nãy mà giò mạnh lên mặt 12 giờ này thì đẹp quá. Cũng khi là có đôi voi chứ. Chốt ghe nữa nào. Quan trọng nhất là cái mặt 3 giờ kia từ nhà mệnh đi sang. Nâng bánh xe, xong dân. Hôm nào sang PM phát gì? Ok anh này, chưa nghe gì luôn. Anh có tiếp được em không? Em sợ anh không chịu được em thôi. Em được cái uống thì hơi yếu nhưng thích uống. Sợ anh không chịu được. Rồi BA tiếp theo đưa hẳn voi về nhà chính luôn cho nó cẩn thận rồi. Để mấy thằng ăn gỗ là chỉ tập trung ăn gỗ thôi. 5A. Bài khỏe, 4 voi, 2 hiêu, 2 quả. Trời ơi, lực nó vách cả lông tí luôn anh em ạ. Chấm 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 dân BE đi. Đúng rồi, thằng nào phải đóng E chấm chấm dân thôi. Xong quân nào. Thunder đầu tiên, tất nhiên là 5A là phải đều rồi. Không chuyển đâu được rồi. Thế anh em ta bật lại kèo đấu này không ạ? Anh em nào tin là chúng ta bật lại kèo này các bạn, để comment số 1 trong chat cho em thấy đâu không ạ? Anh em đâu hết rồi? Gần 10.000 người xem, có thể comment số 1 trong chat được không anh em ơi? Tơn thứ hai luôn thì chim sẻ vẫn cộng 2 dân nhà chính. Rất khỏe, tơn đầu chưa ra, tơn 2 đã sóc. Và tơn đầu tiên bắt đầu đẩy lên. Bộ 7 ở ngay đây thôi, góc 11 giờ. Tôi cần nhiều số 1 hơn nữa để có thể động viên cho một đôi chim sẻ đám chim bệnh trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Cần nhiều số 1 hơn nữa đến từ anh em. Và bắt đầu đẩy cung R lên dành cho game thủ chim sẻ. Và đây là mỏ gỗ của cái cầu 7. Tơn thứ hai đã có và bò lỗi đến từ anh Lui Lao Hu rồi. Bắt đầu bắn được một tân của đối phương dành cho chim sẻ nắng. Và đây là tân đầu tiên rồi bạn, tập trung. Vâng, đang điều quân lại quay về vẽ ruộng thế này. Bắn thôi. 4A dành cho cái cầu 7 thì không có lý do gì mà thắng được chim sẻ nắng ở cái này cả. Chắc chắn cái này thắng. Chẳng có cái lý do gì để thua cái này cả. Đang bò mặt giữa nhà để tránh bị những đơn vị cung R của sơ luyến móc vào. Tơn thứ ba lên luôn, chấp cả dân luôn. Tuổi gì, quýt đi các cụ ơi. Xin cái tuổi các cụ luôn. Bắn cả dân, bắn cả quân đội bạn. Biết ngay là màu 4 sẽ móc mà. Hai con đang móc vào đây. Sẻ đang bầy, lùi quân lại một chút để có thể đỡ cái tơn đi móc này của cái màu 4. Rất khó chịu. Tôi biết là màu 4 sẽ đi sang đây. Vâng không, đội bạn sang tất tay bên này rồi. Tất tay rồi. Mệnh phải có động thái thôi. Timeline đời số là 38 dành cho cái thủ chim sẻ. Và tôi nghĩ rằng màu 7 cũng sẽ dồn quân lên đây luôn. Nên sẻ cần phải thật sự tập trung ở trong tân thủ nhà này. Trước cả hai nhà bên phía bạn cũng R có giáp luôn đến từ sơ luyến.
rất khó chịu. Đó là lý do vì sao mà đội dân của sẽ đập những cung đờ các bạn không xuống nằm xuống. Đang phải kéo quân về bên trong khi mà sơ luyến có một tên tạt chàng, một tên tạt cánh đánh đầu mà chúng ta đã biết trước điều đó, nhưng không nghĩ rằng sơ luyến lại tất tay ra đây. Nó hơi bất ngờ. Tạm thời sẽ vẫn đang giữ được dân và cơ cấu lại những quay ruộng của mình. Những đơn vị dân trong xin lỗi cung đờ trong nhà đã giải quyết xong rồi và mệnh đã có mặt ở đây. Với việc game thủ truy mệnh có mặt ở đây thì đội bạn chỉ có thể là quýt. Rồi ra đâu đấy, tuổi gì xin cái tuổi luôn, vào hết đây. Thêm vài cái ruộng nữa đấy từ game thủ chim sẻ. Điều quân nào, màu 4 vẫn còn một cung đờ nhưng cung đờ này còn ít máu thôi, đập cho nó phát. Tuổi gì đã bo bế xong ở mặt giữa nhà từ game thủ chim sẻ và cần phải cơ cấu lại những quay ruộng. Gỗ đang có là quá nhiều. Đây là một máy của vitamin truy bệnh, tham 7x chưa? Không, bệnh tham 4x. Vẫn đang bị móc máy bởi người cầm bộ 4. Và đang cố gắng ốp A đối bạn nhưng mà hỏa quả của bệnh lại vừa bị đối phương bắn. Bệnh tham không to, bệnh tham bé đây. Vâng, tham của bệnh không hề to đâu nha, căng đấy nhá. Đây là máy của thủ chim sẻ cánh này vẫn sẽ khỏe, tôi nghĩ là cũng cần được, ít nhất là cần được màu 7 rồi. Nhưng bệnh cần phải cơ cấu lại. Bệnh cần phải cơ cấu lại. Mặc dù màu 4 đã tạt sang bên này một tơn nhưng mà cảm giác mạnh đang hơi yếu trong trận đấu này. Tham lai sẽ là 35 đang đối đầu với người cầm màu 7, đó chính là game thủ lôi lão hổ. Màu 4 vẫn còn một cung đờ đang bóc máy bên phía nên chim sẻ nắng vẫn cần phải giải quyết nốt. Đây rồi, bắt rồi. Tham lai chim sẻ là 40. Vâng, thông tin báo về lại có một vài cung đờ đang đục máy. Đây rồi, đội bạn đang bắn vào dãy BE với thủ chim sẻ. Chỉ có 3 cung đờ thôi, cứ bình tĩnh nào, bo nốt mấy ghê ở mặt dưới này. Sau đó sẽ nở lại nhanh thôi, nhưng hãy nhớ rằng hôm nay chúng ta chỉ ăn được một vài dân người cầm màu 7 thì không ăn được nhiều. Rồi mặt này chốt cái E là kín và bắt đầu bị ốp A lên chim sẻ. BA sẽ ở dưới dốc và sẽ mất một BA ở trong tình huống này. Đôi lão hổ đang khỏe, đó là vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Mặt máy truy bệnh, bệnh bên này tham lai là 44, vẫn đang bị màu 4 móc máy. Sau đấy có một trận tương A đang cực kỳ hay và mệnh phải có mặt bên này để hỗ trợ chim sẻ nắng trong việc thủ nhà trước người cầm màu 7 và đã tách một tờ đi quản nhà của người cầm màu 4 đây rồi. Tham lai là 43 nên truy bệnh thôi, vẫn bị móc máy. Đang bắn được ruộng của cầm bầu 4. Đây là một máy thủ chim sẻ. Sẻ vẫn đang bị bầu 7 ốp vào. Mệnh lên đây, mệnh lên đây ngay trên tóc này. Và mệnh phải có mặt đây rồi. Bắn. Đuổi. Rồi vẫn sẽ thủ được nhà đấy từ game thủ chim sẻ nắng thôi. Nhưng câu chuyện và bài toán đề bài của chúng ta lúc này là bầu 7 đang to nhất map với 46 nông dân. Tham dân của 7 có to hơn tổng tham của chim sẻ. Càng cơ cấu ra ruộng. Đây là máy thủ vitamin truy bệnh với tham lai là 43. Bệnh từ nãy giờ thì vẫn đang giữ tham khá ổn định, nhưng cần phải triệt để hơn với người cầm màu 4 và quản giác hơn nữa để không cho đội bạn móc máy vào nhà của chim sẻ cũng như nhà mình nữa. Đây là pha 7E đây, truy bệnh để bắt quân đội bạn nhưng 7E lỗi rồi. Tham lai là 44, còn chim sẻ đang bên này cũng đang đấu quân người cầm màu 7. Mệnh hơi quân kìa, bên này trên. Rồi đấu lên. Vâng, hai nhà đánh thì nó khác so với một nhà. Vâng, đang muốn đuổi theo tên này, 7E thôi, bắn đi. Có đông đấy, anh à, 7 đông nha anh em nha. Có 7 rất đông quân, với tham lai của sẻ bây giờ chỉ là 4x thôi và phải lùi rồi. Chúng ta phải lùi lại một nhịp. Đây là máy của game thủ vitamin truy bệnh với tham lai là 43. Tham lai ổn định, không tăng không giảm. Nhưng cần phải tụ quân, mỏ quả hết rồi kìa. Mệnh ơi, rồi, chú ý nào. Nãy giờ tôi thấy là mệnh chưa quản được nhiều dân của cầm 4 cho lắm. Màu 7 lại tiếp tục ốp vào nhà đội bạn, ốp vào nhà chim sẻ. Màu 4 thông tin báo về thì chưa lại đang fit nhưng mà vẫn có một vài cung đờ móc máy khó chịu ở đây. Mệnh sẽ liên tiếp phải đứng quân bên này để kê nhà với thủ chim sẻ anh em ạ. Đây là máy với thủ chim sẻ nắng. Chim sẻ bên này tham lai 52. Vâng, đây là tham lai 53 đến thủ chim sẻ. Lên đây. Mệnh lên. Vâng, như vậy mệnh lên thẳng mặt luôn. Và vừa bài đi vòng tơn bắt nó vậy đâm thẳng mặt luôn. Rồi, đóng lên. Bộ 7 cũng không quá đông đâu. Tham lai 50 rồi. Bệnh bên này tham lai là 31. Vâng, đang đụng nhà đội bạn rồi. Dồn quân lên nào. Bắt được tơn này đấy, nó sắp thủng nhà rồi. Thủng rồi, vào đi. Giữ dân. Rồi, dồn lên luôn đi. Lên luôn đấy, mệnh đang thủng nhà đấy. À, mệnh đang thủng nhà đội bạn đấy. Vậy hay quá. Vậy đi, hay rồi. Vâng, BA tiếp theo đi, game thủ chim sẻ vậy nữa không? Tiếp tục 7E tới từ chim sẻ để bắt quân với cầm bầu 7, game thủ lôi lão hổ. Trận đấu đang quá căng. Mệnh sẽ đục mặt kia. Nhưng bây giờ hãy nhớ là mệnh cũng đã bay nhà đấy nhá. Cơ cấu thêm trước nhà bên nữa ở đây. Tham lai ở số là 58, thế từ game thủ chim sẻ đang cố gắng để ăn dần người cầm bầu 7. Đội bạn đã bắt đầu bung nhà chính, đã phát triển tùm lum rồi. Rất ghê rồi.
Vâng, đang phải để ăn tân gỗ đội bạn nhưng không thành công. Tân này mà lao vào thì cũng sẽ rất là nguy hiểm, nó dễ bị bắt quân. Đây, đội bạn có quân đứng trên này rồi. Và tôi thấy có nhà chính của M7 bung ra. Phải hai người hai đầu thì mới được. Vậy phải đi vòng hẳn ra mặt từ 9 giờ lên cơ. Sẽ cần phải bó hai lớp BC. Và xem có bao dùng dịch bỏ cái rừng đấy thì được rồi. Tụ quân nào. Đội quân của Sẻ vẫn đang là rất đông ở trong trận đấu này. Thêm ruộng nữa. Tham M7 đang rất to nhá. Đây là máy của cái thủ Vim Truy Mệnh với timeline đời số là 15 rồi. Vậy cũng mất tham sâu quá. Đang cố gắng rỉa dân người cơ M7. 4 giờ tham cân với Mệnh rồi đấy. Cũng tham một đích đến từ game thủ Sơ Luyến. Câu chuyện bây giờ là lôi lão hổ lại khỏe ăn xè mới đau nhỉ. Đây dân của Sơ Luyến đây. Bốn con này nhít nốt đi. Tham lại 15 rồi. Chim trẻ bên này tham lại là 82. Và mùa 4 bắt đầu tình huống bọc máy vào phía nhà chim trẻ nắng rồi. Với những tàn quân còn sót lại và tôi nghĩ rằng mùa 7 sẽ dồn quân lên đây luôn. Đâu rồi? Còn đụng thủng e nhưng lại không vào. Đây cung đờ mùa 7 đang dàn ra. Tham lại 82 thì đối thủ chim trẻ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là mùa 7 có thể một là đi ốp chim trẻ, hai là cũng có những tình huống đó chứ nào vàng. Bởi vì lực của mùa 7 chắc chắn khỏe chim trẻ. Sẻ đang đứng quân ở mặt này để không cho đội bạn đi quân. Bung nhà chính ra rồi. Cái này Mệnh đánh hơi yếu anh em ạ. Đang phải bắt dân mùa 4. Mùa 4 tạt tất tay ra nhà chuyên Mệnh nhưng mà Mệnh tham bé quá. Mặc dù mùa 4 lên muộn hơn Mệnh. Bên này thì Sẻ bắt đầu đấu quân người mùa 7. Và quân đội bạn đang đưa ra từ 3 hướng cơ. Cái này phải lui rồi. Ở nhà vẫn còn rất nhiều quân chưa mang ra thi đấu đến từ chim trẻ nắng. Và nếu bỏ dốc này chúng ta sẽ bị thế gọi là từ trên đồi cao tưới xuống anh em ạ. Rội từ trên đầu mình xuống. Móc đi. Vẫn đỡ được thôi. Quân của Sẻ là rất đông nhá. Quân Sẻ rất đông như thế này luôn. Đấu đi. Mùa 4 đã bắt đầu móc máy ở phía sau mông chim Sẻ rồi. Mùa 4 đã bắt đầu hồi lại được rồi. Phải đưa quân vào bên trong để chim Sẻ nắng. Tham lại đầu xuống là 77. Dành cho anh thủ chim Sẻ vẫn đỡ thoải mái. Nhưng quan trọng là cái tên này. Phải chú ý bắt quân tên này. Vậy hai lớp nào. Vậy. Rồi. Pha vậy hơi lôi lên từ chim Sẻ. Cày thế nhờ. Khó chịu đấy. Khó chịu này. Bắt đây, bắt đây, bắt đây, bắt đây. Pha vẩy E lên chim Sẻ. Pha bắt quân của người cầm 4 cần phải triệt để hơn để không cho được bóc máy nữa. Để chúng ta ổn định lại lực ruộng hơn. Đây, còn 4 cung đờ trong nhà thôi. Mà 4 cũng không có nhiều đâu, cũng fit rồi. Hốt tân này là cũng không còn gì rồi. Còn 4 cung đờ nữa thôi. Xem bắt triệt đều đi. Nhà chính bắt đầu được bung ra đến từ chim Sẻ. Đây là máy thủ chuyên bệnh với tham 9. Đang cố gắng móc máy màu 7. Đây là bỏ vàng mà đội bạn chưa đào vàng. Tôi thấy là có vẻ như màu 7 cũng muốn châu quân để có thể tất tay với chim Sẻ trận đấu này đấy. All in đấy. Thế này Sẻ tham 80. Và đội bạn bắt đầu đi vòng để móc máy nhà chim Sẻ nắng rồi. Đây là cung đờ màu 7. Chim Sẻ lao ra thi đấu luôn. Ơ tên này đội bạn quên à. Không điều này. Bắt nguyên tên này nữa rồi. Ok lại làm 5 cung đờ nữa. Đây, bây giờ phải bo lại nhà nào. Đây, dồn quân lên áp lực trước cửa nhà mùa 7. Có thể soi tham để xem lực dân cũng như là đội bạn có đào vàng hay chưa không. Mùa 7 bắt đầu tràn ra rồi. Đối phương lao ra nhưng mà lao ra bao nhiêu thì bắt luôn. Hãy tự tin vào khả năng phát triển chim Sẻ trước ngôi lão hổ nào. Cố lên em ơi. Bé. Trời ơi, tuần đấy không phải được, cày đê. Tạm lại là 91. Và đây là máy cái thủ đi truy mệnh. Vậy nắm bóc máy M7 phải đưa quân ra mặt này để đỡ cả truy mệnh nữa. Nên đó là lý do vì sao Sẻ vẫn thắng. Ê, đừng đi vào đây. Đừng đi vào đây, chạy đi. Ngồi, giữ. Gọi là có tí ngọ ngoại đó thôi. Tình đoạn đụng rừng nha của hổ là hết rừng đấy. Rừng xấu lắm rồi. Mệnh cứ tỉa rừng thôi. Cố móc có chịu cho bắt tay tí. Nó phải đưa quân ra mặt 9 giờ mà. Sẻ bên này tham lai là 102. Mùa 4 giờ không áp được nhiều Sẻ đâu. Và các bạn nhìn thấy là mùa 7 rất tù rừng rồi. Đang cho rất nhiều quân. Xin lỗi là rất nhiều dân ăn rừng ở mặt 12 giờ. Mùa 4 chỉ có một cung đờ đi móc đến từ Sơ Luyến thôi. Cố lên anh em. 94 dành cho chim Sẻ đáng. Đang áp lực ở mặt 1 giờ vào nhà của người cầm mùa 7. Game thủ lôi lão hổ. Chúng ta vẫn đang đánh ở thế công. Quân của Sẻ là rất đông. Vâng, đội bạn đang yếu rừng lắm rồi đấy. Mặt kia Mệnh móc máy rừng liên tục. Đội bạn không khai thác gỗ ở mặt đó nữa rồi. Mặt này thì Sẻ lại đấu quân thắng liên tục. Tin vui liên tiếp báo về. Vâng, chưa tài đâu. Điều đi. Tạm lại lên con số là 1 lít dành cho chim Sẻ rồi. Và quân của Sẻ đông hơn. Có thể đi vào trong để dàn quân đấu quân được rồi.
có thể đi vào trong dàn quân đấu gần rồi. Mạnh báo về tham lai đang cân thôi, và sẻ vẫn đang điều lờ với game thủ lôi lão hổ mặt này. Ở nhà, ở trong nhà có quân màu bốn rồi, nó đụng thủng nhà rồi. Vâng, mặt này đấu quân lại thắng này, nhưng mà chúng ta phải bắt cái tân đi móc máy của anh Luyến ở trong nhà. 2, 4, 6 con thôi, vậy Eddie không cho chạy vòng tròn đi. Tân này có thể chậm lại một tí cũng được, nhưng mà sẻ vẫn không muốn chậm lại, không muốn dừng lại. Rồi bạn hết quân rồi đây này. Timeline của chim trẻ là 75. Vâng, tôi thấy màu 7 không còn quân ở đây nữa này. Em trai đau một quân nhá, cứ bình tĩnh anh ơi. Quan trọng nhất là anh em phải vui và anh em cảm thấy đó là một trận đấu cống hiến hết mình cho các bạn. Anh em xem nó phải sướng. Vâng, vẫn đang bị móc nhưng khoai ruộng vẫn còn ở mặt 3 giờ. Khoai ruộng vẫn còn ở mặt đó chính là nhà chính. Nhưng vấn đề là màu 4 đang hồi lại được. Và tôi thấy màu 4 có nhiều cung quá rồi. Vâng, nhiều cung thế. Cày thế, rồi ôi. Tơn nữa nở ra, dành cho chim sẻ. Và đây là máy của thủ đi truy bay. Mệnh tham lai còn 9, đang bắn lại màu 4. Màu 4 hồi lại nhanh quá. Màu 4 hồi lại to quá rồi. Sẻ bên này tham lai là 66. Bây giờ thì chúng ta sẽ không thể dồn quân lên nhà màu 7 nữa, mà phải đứng quân để bắt quân màu 4 cơ. Đấy mới là vấn đề. 4 hồi được rồi. Tham lai 72 thì chim sẻ mà bắt góc 3 giờ là cũng bị bắn vào. Hỏng, màu 4 hồi nhanh quá. Tham lai là 68 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Hỏng rồi, vỡ rồi. Vâng, 73, đó là tham lai game thủ chim sẻ. Đang rất cố gắng để bắt quân màu 4, nhưng gì đâu cũng bị nó móc vào rừng. Rồi, móc vào liên tục. Thịt vẫn còn, đang sóc lại dần. Và phải bắt quân nữa, mất tay nữa, màu 7 nó dồn đến A rồi kìa. Hay là... thua rồi. Cày thế nhờ, thua trận chung kết được anh em ạ. 4-3 dành cho bộ đội đến từ cầu đội Trung Quốc. Truy mệnh nợ chúng ta một lời xin lỗi. Cày thế. Chung kết như vậy là đánh lỗi trận này anh em ạ. Lúc đầu timeline các bạn